MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Hóa Long Quyết tập 137. Mặc dù là bị hai đại cường giả liên tiếp áp chế, cũng là không có xuất hiện không chịu nổi cục diện, ngược lại là càng chiến càng mạnh, thế nhưng sáu đại cường giả thì sao? Phải từ từ dây dưa đến chết Hỏa Kỳ Lân, thậm chí không phế người nào, tự nhiên tan tác. Hỏa Kỳ Lân biết, đây là hắn trận chiến cuối cùng, mặc kệ Giang Trần có thể hay không trở về, hắn cũng đã tận lực, chết thì mới dừng. Giang Trần đối với hắn ơn trọng như núi, Hỏa Kỳ Lân không cần báo đáp, nhưng là hắn phần này chấp nhất cùng kiên định, để cái kia chút xoay trái xoay phải, cơ quan tính hết, không đất dung thân, những tên kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Giang Trần trấn áp thô bạo Thanh Hà Tông, không người dám ở khó nghe, nhưng chỉ cần bọn họ biết được Giang Trần đã chết, trong nháy mắt mâu đầu hướng, Huyền Phong Tông chốc lát trong đó liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà Hỏa Kỳ Lân cũng là người người mơ ước, hoàn toàn không có bất kỳ đình trệ, chính là liên hợp mấy tông môn, lấy thế tội khô lạp hủ, nghiền ép Huyền Phong Tông, trừng phạt Hỏa Kỳ Lân. Giang Trần ở đây, các ngươi nhát như chuột, nào dám có bản phận cản rỡ. Bây giờ Giang Trần vừa đi một chút cũng không có tung tích, các ngươi như vậy tùy ý làm bậy, thủ đoạn ra hết, thực sự là để ta bồi phục vô cùng a. Hừ hừ, hôm nay liều mạng, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được như ý, muốn bắt ta, vậy thì đến mấy cái chịu tội thay rồi nói sau đi. Hỏa Kỳ Lân xu thế không thể đỡ, nhất phi trùng thiên, hỏa diễm tư thế, bao phủ trời cao, lôi đình vạn cân, chỗ đi qua, nóng rực cực kỳ, điên cuồng dâng lên phun ra nuốt vào hỏa diễm, đem bầu trời rọi sáng, thiêu đốt mà lên, sáu đại thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, hoàn toàn không dám thất lễ, cấp tốc lùi về sau mà đi, vừa đánh vừa lui. Chư vị, chém giết kẻ này, chúng ta phân ra mà ăn đi. Nghiêm Loạn Ưng cười lạnh nói, hắn là Quỷ Nhãn Tông ẩn thế trưởng lão, thực lực không kém nhất tông chi chủ, chỉ có điều cũng là bế tử quan không ra mà thôi, bây giờ Quỷ Nhãn Tông không người chấp trưởng quyền to, hắn cũng là xuất hiện ở đây, thủ lĩnh quần hùng. Được, ta giơ hai tay tán thành, Hỏa Kỳ Lân giác ta nhất định muốn, đây chính là luyện đan tuyệt đỉnh bảo bối a. Ha ha ha. Đan Quế Phong cười híp mắt nói. Thần Đan Tông thiên tài trưởng lão, ở tuyệt thế tư thế oai hùng thời khắc, bế quan ngàn năm, xuất quan phía sau chính là nhất phi trùng thiên, để toàn bộ Lâm Hà giới vì đó sáng mắt lên. Ha ha, nói thật hay, Hỏa Kỳ Lân cặp đùi này ta nhất định muốn, ăn xong, nhất định có thể để người tinh thần thoải mái, thực lực tăng nhanh như gió. Có người cười ha ha, sáu người vây kín, cộng chiến Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân tuy rằng hung mãnh dị thường, thế nhưng dù sao lấy một địch sáu, vẫn có chút chật vật, sáu người này cũng đều là Lâm Hà giới cao thủ chân chính. Tuyệt đối không như Hỏa Kỳ Lân kém đi nơi nào, trận chiến này, Hỏa Kỳ Lân đã trải qua 4 lần, này 4 lần, đều là để hắn càng ngày càng gian nan. Mặc ngươi thiên phú dị bẩm, thần thú phi phàm, cũng được ở chúng ta trong tay cúi đầu, cút cho ta. Có người phẫn nộ quát, từng chiêu độc ác, làm cho Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng, 6 người vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hỏa Kỳ Lân gian nan hiểm trở, ngàn cân treo sợi tóc, 6 người trong tay thần khí cũng là liên tiếp không ngừng đánh ra, Hỏa Kỳ Lân đáp ứng không xuể, liên tiếp bị thương, lần này đã càng thêm khó khăn. Vết thương trên người miệng, còn chưa chờ khép lại, sáu người một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế tiến công, đã để hắn mất tiên cơ, hoàn toàn nằm ở bị động trong phòng ngự, lúc này, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, tổn thương càng thêm tổn thương, đã mất đi quyết chiến rốt cuộc thô bạo, Hỏa Kỳ Lân tươi sống bị này sáu đại thần vương cảnh trung kỳ lôi sụp đổ, mười mấy thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ cũng là tiếp ngay cả ra tay, không cho Hỏa Kỳ Lân cơ hội phản kháng, trận chiến này, so với lúc trước Giang Trần cùng mỗi cái tông môn đại chiến, cũng là không kém chút nào, chỉ có điều Hỏa Kỳ Lân hiển nhiên không có Giang Trần loại kia quét ngang càn khôn, nghịch chuyển nguy cục thủ đoạn. Trên người hắn, từng đạo miệng vết thương, máu me đầm đìa, từng tiếng gầm nhẹ, tỏ rõ hắn thời khắc này vẫn nộ cùng không cam lòng, bất quá đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn vẫn càng phát gian nan, tình cảnh đã cực kỳ đáng lo. Sáu đại thần vương cảnh trung kỳ cường giả, hoàn toàn không cùng hắn cuộc chiến sinh tử, chính là dây dưa đến chết hắn, đây mới là quản dụng nhất phương thức, trực tiếp cùng Hỏa Kỳ Lân ăn thua đủ, nói như vậy, bọn họ cũng sẽ đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, thế nhưng như vậy, dây dưa đến chết Hỏa Kỳ Lân, mới là biện pháp tốt nhất. Hỏa Kỳ Lân khắp toàn thân, đã bị máu tươi che kín, bực nào bi tráng, bực nào gian khổ. Huyền Thanh Minh cùng Giang Trấn Hải đặt ở trong mắt, đều là cực kỳ đau lòng. Thế nhưng là khổ không bất kỳ biện pháp nào, Giang Trần vừa chết, bọn họ chỉ có thể trở thành là mặc người chém giết cừu con, Lâm Hà giới tông môn cuộc chiến,
Gió nổi mây vần, bây giờ mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Giang Trần cái này bàng quan tồn tại biến mất sau đó, Lâm Hà giới, chỉ ít trăm năm bên trong, đem không có một ngày yên tĩnh. Hỏa Kỳ Lân liều mạng một lần, không người dám cùng lên trước một trận chiến, dù sao thời khắc này, ai sống ai chết, mặc dù không chết, cũng sẽ bị Hỏa Kỳ Lân trọng thương, cung dương hết đà, không cần lưỡi đao hám chi. Các ngươi này đám nhân loại đáng chết, có ai dám đánh với ta một trận? Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, đáng tiếc, sắp tới 20 thần vương, Hỏa Kỳ Lân cô mộc khó chống, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, cũng là càng phát làm người thấy chua xót, trong mắt màu đỏ ngòm, ngưng kết thành vảy, dày nặng lân giáp, trải rộng bên dưới ngọn núi, gân cốt lộ ra ngoài, khiến lòng người sinh thương xót. Hỏa Kỳ Lân không ngừng thở hổn hển, hắn biết mình thời gian, không nhiều lắm. Giang Trần, phần ân tình này, chúng ta tới đời lại nối tiếp, ta cho dù chết, cũng phải đứng chết. Tuyệt không thể cho ngươi mất mặt. Hỏa Kỳ Lân trong mắt rưng rưng, liều mạng vọt vào trên tầng mây, xu thế muốn cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Người này, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, còn đang giãy giụa khổ sở, thực sự là không biết trời cao đất rộng, yên tĩnh chết cũng không chịu khuất phục. Ai, bất quá nếu như vậy, cũng vừa hay đúng rồi ta đây khẩu vị, cạc cạc, Hỏa Kỳ Lân thịt, ta vẫn là lần đầu tiên ăn đây. Có người cười híp mắt nói, trong mắt tất cả đều là hưng phấn cùng mơ ước vẻ. Hắn đã sắp không xong rồi, nhân cơ hội này, đem chém giết. Nghiêm Loạn Ưng cười lạnh nói, cùng Đan Quế Phong xung phong ở trước, thế như trẻ tre. Hỏa Kỳ Lân tràn đầy tuyệt vọng, xem ra, Giang Trần đã chết, từ mới bắt đầu không tin, hiện tại Hỏa Kỳ Lân cũng là không có bất kỳ ước ao. Hỏa Kỳ Lân, giờ chết của ngươi đến rồi. Hỏa Kỳ Lân nhìn bát phương đến địch, trong lòng không vui không buồn, chính mình này một đời, còn chưa từng bước lên đỉnh cao, sẽ bị diệt sát, không thể không nói. Ở Kỳ Lân bộ tộc, cũng là chuyện thường xảy ra, dù sao Kỳ Lân bộ tộc so với Long tộc đều là không kém chút nào, mà Long tộc lại có dòng họ phe phái, Kỳ Lân bộ tộc hoàn toàn là dựa vào truyền thừa ký ức, cũng không có chân chính gia tộc cửa thứ, đưa đến Kỳ Lân ít ỏi, từ xưa đến nay, đều bị coi thành chí bảo, phượng lông lân giác, có thể thấy được chút ít. Cút! Một tiếng kinh thiên hét lớn, tất cả mọi người là cả người run lên, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở hai mắt ra, ngưng mắt nhìn trên hư không vĩ đại bóng người, tràn đầy chấn động cùng ngạc nhiên. Giang Chấn Hải cũng là như thế, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn bắt được thanh sam bóng lưng, trong ánh mắt, lệ nóng doanh trọng, con trai của hắn, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Này, này chẳng lẽ là thật sao? Huyền Thanh Minh càng là rung động tột đỉnh, Lâm Hà giới người, người nào không biết, Lạc Phượng Hạp chính là tuyệt địa mệnh, đi vào người, từ xưa đến nay, không còn có người có thể đi ra, nhưng là rõ ràng nhiều người như vậy đều thấy được Giang Trần cùng ba đại thái thượng trưởng lão như thế, tất cả đều là ngã vào Lạc Phượng Hạp bên trong. Có thể kết quả đây. Giang Trần lần thứ hai lâm không mà lên, coi rẻ thiên hạ. Nghiêm Loạn Ưng cùng Đan Quế Phong đám người, hai mặt nhìn nhau, một luồng tự nhiên mà sinh ra sợ hãi, tràn ngập ở tất cả mọi người trong đầu. Giang Trần, đúng là hắn sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ lại lần nữa xuất hiện ở đây đây? Lẽ nào hắn là từ Lạc Phượng Hạp bên trong đi ra sao? Đây quả thực là kinh thiên bí ẩn, ai dám tin tưởng? Không, hắn tuyệt đối không phải Giang Trần. Tuyệt đối không phải. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút sợ hãi. Giang Trần nếu quả như thật xuất hiện, như vậy bọn họ chẳng phải là tất cả đều muốn đẩy cánh ở đây sao? Giang Trần thật sự phá tan Lạc Phượng Hạp ràng buộc cùng nguyền rủa, lại đến thế gian sao? Đây chính là thần hoàng cảnh cường giả đều sợ như sợ cọp địa phương, đế cảnh cường giả không biết có người hay không đi vào, như vậy tồn tại, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ, chỉ sợ cũng làm người kính nể tồn tại. Bọn họ xuất hiện, cũng căn bản không sẽ bị người biết được. Giang Trần không phải đã chết à? Thật hay giả, không phải nói Giang Trần ngã vào Lạc Phượng Hạp sao? Vậy người này là ai đây? Ta không tin, ta không tin. Nghiêm Loạn Ưng giống giận nói, tất cả mọi người là bị Giang Trần một tiếng hét lớn, dọa đến mức hoàn toàn sụi lơ, không dám nhúc nhích, phải biết người ở tại tràng hơn 20 thần vương cảnh cường giả, càng có 6 đại thần vương cảnh trung kỳ cường giả, lại bị một cái nửa bước thần vương cho quát, cả người cứng ngắc. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nửa bước thần vương, nào có uy thế như vậy. Xem ra các ngươi cũng không cảm giác mình đã làm sai điều gì, Thanh Hà Tông chỉ là một ví dụ, nhưng các ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, lại vẫn muốn nhân lúc ta không lại ra tay với Huyền Phong Tông, đối với phụ thân ta ra tay, các ngươi cũng đã không cần sống tiếp nữa. Giang Trần thanh âm rất bình tĩnh, bất quá xuất hiện ở trong tai của mỗi người, nhưng là như gặp đại địch, sắc mặt biến đổi lớn. Người tên cây có bóng. Mặc dù là Giang Trần vào giờ phút này, không có bất kỳ động tác gì,
Bọn họ vẫn là nghiêm trận lấy chờ, e sợ cho Giang Trần ra tay giết Chiêu, đưa bọn họ vào chỗ chết. Giang Trần, ngươi đúng là Giang Trần sao? Ngươi là thế nào từ Lạc Phượng Hạp bên trong đi ra, ta tận mắt ngươi ngã vào Lạc Phượng Hạp, bà đại thái thượng giải lão ở đâu? Đan Quế Phong cắn răng nói, không muốn thừa nhận sự thực này. Giang Trần nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, thấp giọng nói. Khổ cực. Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Giang Trần ánh mắt rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên người, một khắc đó, hắn thật sự hết sức đau lòng, này chút tên đáng chết, suýt chút nữa đem Hỏa Kỳ Lân đưa vào A Tỳ địa ngục. Các ngươi, đã không cần sống tiếp nữa, ba cái thôi thợ giày đã chết, có thể là các ngươi, còn ngu xuẩn mất khôn. Hôm nay, hết thầy tham dự vào lần này uy hiếp Huyền Phong Tông người, toàn bộ diệt tông, ta muốn để Lâm Hà giới, máu chảy thành sông. Ta muốn để các ngươi minh bạch, người nào mới thật sự là chúa tể. Giang Trần tiếng chấn động thương khung. Uy không thể đỡ, tất cả mọi người đều là theo bản năng lui về phía sau một bước, tựa hồ nghĩ muốn thoát ly Giang Trần phạm vi tầm mắt bên trong, thế nhưng hơn 20 thần vương cảnh cường giả, nhưng vào đúng lúc này, không ai dám đi theo Giang Trần đối với hám, cứ việc, thực lực của bọn họ mạnh hơn Giang Trần ra không ít. Đây chính là Giang Trần uy thế, bọn họ sợ, quá sợ, một tay phá diệt Thanh Hà Tông, chém giết mấy chục thần vương cảnh, giết chết ba hơn nửa bước thần tôn, đây là một cái nửa bước thần vương có thể làm được sao? Nếu như nói ra, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng là những thứ này đều là sự thật không thể phủ nhận, đều là bọn hắn sâu nhất lĩnh hội. Giang Trần, chúng ta vô ý mạo phạm, việc này, có thể hay không liền như vậy chi? Ngày sau ta Quỷ Nhãn Tông, nhất định phụng ngươi làm đầu. Thần vương cảnh trung kỳ Nghiêm Loạn Ưng, đã sớm mất đi ngày xưa phong mang, thời khắc này, thấp giọng cúi đầu, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi, trước thực lực tuyệt đối. Hoàn toàn không có cơ hội phản kháng cùng tư bản, bọn họ dựa vào cái gì cùng Giang Trần đấu đây? Giang Trần chưa chết, ba đại thái thượng trưởng lão đã trở thành lịch sử, Giang Trần đáng sợ, vẫn cần nhiều lời sao? Lạc Phượng Hạp, đã để cho bọn họ triệt để biết được Giang Trần rốt cuộc là cái dạng gì quái thai. Đúng đấy, chúng ta nguyện phụng Giang Sư làm đầu, tuyệt không phản tâm. Đan Quế Phong cũng là cười ha hả nói, gương mặt nịnh nọt vẻ. Há, thật sao? Bây giờ muốn lên nói điều kiện với ta, trước muốn diệt ta Huyền Phong Tông, làm sao không thấy các ngươi như vậy khúm núm, các ngươi có tư cách gì? Ta dựa vào cái gì để cho các ngươi phụng ta làm đầu? Ha 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 ha, thực sự là quá buồn cười. Giang Trần cười lớn không ngớt, ba lần đặt câu hỏi, để cho bọn họ tất cả đều là hô hấp hơi ngưng lại, cái tên này, sẽ không phải lại muốn đại khai sát giới sao? Giang Trần, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ chính mình. Chúng ta nhiều như vậy người, sợ gì ngươi một cái. Nghiêm Loạn Ưng nhắm mắt nói, đối với Giang Trần, hắn thủy chung là ôm vẻ sợ hãi chi tâm, liền bọn họ thách thượng trưởng lão Lệ Chiết Ngôn đều là vừa đi không còn nữa về, hắn làm sao có khả năng bù đắp được nửa bước thần tôn đây. Điểm ấy tự mình biết mình, hắn vẫn phải có. Tất cả, đều đã muộn. Hôm nay, ta sẽ để Giang Trần hai chữ, trở thành toàn bộ Lâm Hà giới ác mộng, thuần ta thì sống nghịch ta thì chết. Ai chặn ta Giang Trần con đường, người đấy liền phải chết. Giang Trần thiên long kiếm lên, hàn quang so với người, kiếm khí ngang dọc 800 trượng, thiên địa thất sắc. Chúng ta cùng tiến lên, quá mức chính là cái chết, tuyệt không có thể để kẻ này tiếp tục xưng bá Lâm Hà giới, nếu không thì, chúng ta khi nào có ngày nổi danh. Đan Quế Phong khởi nghĩa vũ trang, cái thứ nhất cùng Giang Trần đối chiến mà lên, tất cả mọi người cũng đều là biết rõ, giờ khắc này nếu như không ra tay, như vậy cảnh giới của bọn hắn địa cũng sẽ không quá tốt. Giang Trần đầy trời sát ý, đã để cho bọn họ tâm thần rung động. Giang Trần một kiếm chấn động tới, 3000 sấm dậy, hơn 20 thần vương cảnh cường giả, mệnh vẫn tại chỗ, Huyền Phong Tông, núi lở sóng thần, đinh tai nhức óc, nghênh tiếp Giang Trần trở về, thời khắc này, Giang Trần hoàn toàn xứng đáng, sinh tử tuyệt cảnh Lạc Phượng Hạp, đi này một lần, hắn lại một lần nữa trở thành Huyền Phong Tông tất cả mọi người thần tượng. Một ngày thời gian, 17 đại tông môn, toàn bộ bị diệt, Giang Trần một kiếm quét ngang 10 triệu người, nhất định là một hồi điên cuồng tàn sát. Giang Trần không phải là một đao phủ thủ, hắn vẫn chưa làm sát kẻ vô tội, thiên thần cảnh bên dưới một mình hắn chưa giết, thế nhưng những cái được gọi là siêu cấp lớn tông, hết thầy trưởng lão trưởng môn thiên tài đều bị chém giết, tông phái của bọn hắn căn cơ hủy diệt, hơn triệu người, lang bạt kỳ hồ. Giang Trần tên, trong một ngày, thanh danh vang dội, lần thứ hai bao phủ toàn bộ Lâm Hà giới. Không người dám ở khó nghe. Ta được tự mình ý, ai dám làm? Giang Trần uy thế, đứng đầu Lâm Hà giới, lại cũng không có bất kỳ người nào dám đối địch với Giang Trần. Trong vòng 10 ngày, lấy Thiên Thần Tông dẫn đầu, toàn bộ Lâm Hà giới
to to nhỏ nhỏ tông môn hơn trăm không ngừng, mang theo vô số thiên tài địa bảo, đến đây vì là Giang Trần chúc mừng, Huyền Phong Tông đông như chảy hội, trong khoảng thời gian ngắn, trở thành toàn bộ Lâm Hà giới đỉnh cao vị trí. Vô số tông môn trưởng lão tông chủ đủ tụ tập ở đây, làm việc xấu Huyền Thanh Minh, mà hắn, tự nhiên cũng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, Giang Trần uy thế, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, toàn bộ Lâm Hà giới không người không biết không người không hiểu, nghiễm nhiên đã là đệ nhất cường giả tư thái, không người dám ở khó nghe. Không thể không nói, Giang Trần một lần này trở về, triệt để làm rối loạn Lâm Hà giới trật tự, nhưng cũng một lần nữa quy hoạch Lâm Hà giới trật tự. Mười đại trong tông môn, chỉ có Thiên Thần Tông không có đối với Huyền Phong Tông làm khó dễ, dù sao cũng là huynh đệ tông môn, hơn nữa còn là liên lụy rất rộng, bất quá lúc này mặc dù là Thiên Thần Tông người đến, cũng là muốn nhìn Huyền Thanh Minh sắc mặt. Huyền Phong Tông bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không thể nói tốt, nhưng cũng không toán quá xấu, dù sao Huyền Phong Tông nghĩ muốn quật khởi, liền cần thực lực, liền cần thời cơ, bây giờ Giang Trần canh giữ ở Huyền Phong Tông, ai dám lỗ mãng. Giang Trần hung hăng đã không con tin, có thể từ Lạc Phượng Hạp bên trong đi ra liền đã nói rõ tất cả, quan trọng nhất là ba cái nửa bước thần tôn cảnh thái thượng trưởng lão, không có mảy may tin tức, kết quả không cần nhiều lời, Giang Trần còn sống, như vậy bọn họ, nhất định đã hồn quy đại địa. Vào lúc này, Giang Trần trở thành Lâm Hà giới chúa tể, đã là một cái ngầm hiểu ý sự tình, vì lẽ đó Lâm Hà giới tất cả lớn nhỏ tông môn hơn trăm, tất cả đều là đường xa mà đến, vì là Giang Trần chúc mừng, cũng vì Huyền Phong Tông chúc mừng, không ra trăm năm, Huyền Phong Tông nhất định có thể trở thành Lâm Hà giới người đứng đầu người, mặc dù là Thiên Thần Tông, cũng chưa chắc có thể có như vậy phong thái, tất cả, chỉ vì Giang Trần tồn tại. Huyền Thanh Minh tiếp nhận bát phương khách tới, khiêm tốn lễ độ, để cái kia chút đến nhà đến đây tông môn đều là vô cùng vui vẻ, xem ra này Huyền Phong Tông tông chủ, tuyệt đối không phải loại kia ngạo khí ngất trời người, chỉ cần có thể cùng Huyền Phong Tông tạo mối quan hệ, như vậy ngày sau ở Lâm Hà giới, cũng nhất định không ăn thiệt thòi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Phong Tông hiện tại tuy rằng thế yếu, có thể không tốn thời gian dài, liền nhất định có thể đủ quật khởi. Bây giờ Huyền Phong Tông căn cơ còn thấp, ai cũng biết, bát phương đến hạ, tất cả đều là tay cầm báu vật, thiên tài địa bảo, không chỗ nào bất tận, thêm gấm thêm hoa tuy rằng chưa chắc có thật tốt, thế nhưng thân thủ tổng sẽ không đi đánh khuôn mặt tươi cười người. Giang Trần bế quan chưa ra, Huyền Thanh Minh toàn quyền làm giúp, trên thực tế, không có một người nói đến tìm Giang Trần, chỉ là từng câu khen tặng mà thôi. Giang Trần dù sao không phải là bọn họ gặp lại là có thể thấy, hơn nữa tất cả mọi người ngầm hiểu ý, giao hảo Huyền Thanh Minh, tự nhiên là cùng Giang Trần quải thượng liễu quan hệ. Mọi người đều là người thông minh, Giang Trần chưa ra, đã đại biểu tất cả, Giang Trần không muốn làm cái này Lâm Hà giới chúa tể, nhưng cũng không ai có thể từ trong tay hắn lấy đi, như vậy Huyền Phong Tông, Huyền Thanh Minh, chính là ngày sau Giang Trần lớn nhất cánh tay vai. Mặc dù là bị Giang Trần tiêu diệt mấy chục, thế nhưng Lâm Hà giới biết bao to lớn, tông môn hơn trăm, vẫn như cũ nhân số thịnh vượng, không có ảnh hưởng chút nào đến Lâm Hà giới cân bằng. Vô số Huyền Phong Tông đệ tử, đều là trên mặt hào quang mười phần, cái kia chút ngoại lai tông môn đệ tử, nhìn thấy Huyền Phong Tông đệ tử, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ. Dĩ vãng, Huyền Phong Tông chẳng qua là một tiểu tông môn nhỏ mà thôi, mà bây giờ nghiễm nhiên đã có đại tông phong độ, dù sao vô số người đưa lên hậu lễ đón lấy. Đây là Huyền Phong Tông khai tông lập phái tới nay, lớn nhất một lần thịnh hội. Hơn nữa còn là lấy Huyền Phong Tông cầm đầu, trên mặt của mỗi người đều là tươi cười rạng rỡ. Ha ha ha, chúc mừng Huyền Tông chủ a, ra một cái thiên tài tuyệt thế, để cho chúng ta lão gia hỏa này đều là cảm thấy trên mặt có quang a. Đúng đấy, Giang Trần xuất hiện, nhất phi trùng thiên, quả thật là ta Lâm Hà giới may mắn, Lâm Hà giới chi phúc a. Còn chưa phải là Huyền Tông chủ chỉ điểm có đạo, giáo huấn có cách sao? Giang Trần quật khởi, cùng Huyền Tông chủ tự nhiên là thoát không khai quan hệ. Ha ha ha, đúng vậy, đến, Huyền Tông chủ, Lâm Hà giới, ngày sau chúng ta nhất định lấy ngươi làm gương, tranh thủ trăm năm phía sau, lại ra một cái Lâm Hà giới thiên tài yêu nghiệt. Huyền Tông chủ anh minh thần võ, Giang Trần huynh đệ cái thế vô song, ngày sau Huyền Phong Tông nhất định có thể trở thành chúng ta Lâm Hà giới người đứng đầu người, sớm chúc mừng Huyền Tông chủ. Ha ha, vô số tông môn trưởng lão tông chủ, khen tặng bất tận, đối với Huyền Phong Tông có thể nói là tán thưởng có thêm. Thậm chí là khen đến bầu trời, hoàn toàn không có bất kỳ bảo lưu, thậm chí ngay cả Giang Trấn Hải đang âm thầm quan sát, trong lòng đều là tự ngạo, dù sao tất cả những thứ này đều là bởi vì mình nhi tử, khinh thường quần hùng, mới đổi lấy. Tuy rằng hắn bây giờ nhìn không gặp, thế nhưng là có thể cảm nhận được Huyền Phong Tông biển người đông nghịt, cổ chấn động cùng kêu, khiến nỗi lòng người dâng trào. Trấn ca, ngươi cũng thật là sinh một đứa con trai tốt. Lâm Như Nguyệt thật chặt siết Giang Trấn Hải tay, cười nói, Giang Trấn Hải nụ cười trên mặt,
vô cùng hồn nhiên, như là một cái chiếm được âu yếm món đồ chơi hài tử như thế, tràn ngập nóng rực cùng phấn chấn, đây là Lâm Như Nguyệt chưa bao giờ thấy qua nụ cười, con nuôi làm như Giang Trần. Dù sao, bây giờ Giang Trần, đã là muôn người chú ý, Lâm Hà ai người không biết quân. Phù hoa tan hết, vinh quang đường về, Giang Trần như cũ vẫn còn ở Huyền Phong Tông một chỗ lưng núi bên trong, tĩnh tâm tu luyện. Này Xích Hà cổ đằng tâm, ta trực tiếp liền để phụ thân nuốt chửng, hiệu quả hẳn là tốt nhất, chỉ sợ hắn không chịu nổi loại này dược hiệu, Xích Hà cổ đằng tâm đối với hắn ngày sau tu luyện, nhất định là làm chơi ăn thật, loại này năng lượng khổng lồ, phòng chừng muốn toàn bộ hấp thu, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Giang Trần trầm ngâm chốc lát, lầm bầm nói, vào giờ phút này, trải qua qua vài lần đại chiến, Giang Trần trong cơ thể thần nguyên khí, cũng là đạt tới một cái trạng thái tột cùng, lại thêm cắn nuốt La Tân Tư thần nguyên chi tinh, Giang Trần kỳ thực ở Lạc Phượng Hạp thời gian, liền đã có đột phá dấu hiệu, chỉ bất quá hắn tâm hệ phụ thân, cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy về Huyền Phong Tông, sự thực chứng minh nếu như hắn chậm hơn một bước, Hỏa Kỳ Lân bỏ mình, phụ thân sinh mệnh hấp hối, Huyền Phong Tông cũng đem không còn tồn tại nữa. Đây là hắn khó có thể tưởng tượng. Đột phá trước lại nói. Giang Trần dừng lại ở nửa bước thần vương đã có một đoạn thời gian, đặc biệt là đã trải qua mấy lần đại chiến sinh tử, Giang Trần cũng sớm đã tích xúc đầy đủ thần nguyên khí, linh hồn cảnh giới, càng là từ lâu đạt tới thần tôn cảnh, hết thảy đột phá, đã là nước chảy thành sông, lại thêm thần nguyên chi tinh luyện hóa, Giang Trần chỉ có thể từng bước một tiến hành, dù vậy, 1% thần nguyên chi tinh, đã đầy đủ Giang Trần hoàn thành đột phá. Vận chuyển hóa long quyết, Giang Trần cảm giác được trong cơ thể thần nguyên khí, hiểu kỳ kinh bát mạch, toàn thân, thần nguyên chi tinh tràn ra một tia tinh khí, đã là để Giang Trần được lợi vô cùng, này thần nguyên chi tinh, không làm được có thể nương theo hắn vẫn đột phá thần tôn thậm chí thần hoàng cảnh, cũng chưa biết chừng. Thần nguyên khí không ngừng lưu động, hội tụ ở Giang Trần quanh thân, một luồng khí trời đất hòa hợp, dập dần mà sinh, đương nhiên đó là vạn vật mẫu khí, vạn vật mẫu khí đối với Giang Trần thân thể biến hóa, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, nội thị đan điền, óng ánh trong suốt, thủy nhuận không rảnh, phảng phất là băng thanh ngọc khiết mới sinh nhi, cái kia loại thân thể thông suốt, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Từng cái màu vàng long văn, che kín quanh thân, lít nha lít nhít, dường như hoàng kim đúc ra, lộ ra óng ánh, không rảnh vô cấu. Hóa long quyết không ngừng vận chuyển, trong cơ thể tinh thần khí huyết, tất cả đều là đạt đến trạng thái tột cùng, long văn trải rộng, cấp độ mà sinh, lại phồng 100.000 đạo long văn, thế nhưng Giang Trần vẫn là không có cảm giác được thần vương cảnh ngưỡng cửa, 347 vạn đạo long văn, vốn cho là đột phá 340 vạn đạo long văn, nhất định có thể đạt đến thần vương cảnh, nhưng là bây giờ xem ra, còn thiếu rất nhiều. Thôi thúc hóa long quyết, thần nguyên chi tinh không ngừng truyền vào Giang Trần trong cơ thể, long văn không ngừng sinh sôi, dường như vạn vật sinh trưởng, Giang Trần cắn chặt hàm răng, mỗi một đạo long văn điên cuồng sinh trưởng, cũng như cùng trên thân thể lôi kéo khắp nơi miệng vết thương, đối với Giang Trần mà nói, có rất lớn áp bức cùng thống khổ, màu vàng long văn, từng cái hội tụ, Giang Trần giám định cực kỳ, nội thị càn khôn, trên đan điền thần nguyên chi tinh, có tới to như nắm tay, tản ra liệt diễm giống như ánh sáng. Ngày qua ngày, thoáng qua trong đó, 3 tháng đã qua đời, Giang Trần trong cơ thể long văn, đạt tới 3.570.000 đạo, thế nhưng là vẫn chưa liền như vậy dừng lại đến, thần nguyên chi tinh cho Giang Trần mang tới khủng bố tinh hoa nguyên khí, căn bản khó có thể dùng lời diễn tả được, lại là 3 tháng, xuân về đại địa, Giang Trần trong cơ thể long văn, đã bảo tăng tới rồi 399 vạn đạo, Giang Trần rốt cục cảm ứng được thần vương cảnh ngưỡng cửa, lần này, hắn chắc chắn sẽ không thả lỏng. Long văn tăng vọt phía sau, Giang Trần thân thể cũng xảy ra biến hóa to lớn, chỉ bất quá hắn chính mình cũng không rõ ràng, gần 4 triệu đạo long văn sinh ra, thực lực của hắn cùng sức mạnh cũng đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao. Ầm ầm ầm, từng trận sấm sét quật khởi ở Huyền Phong Tông bên trên, trên đỉnh ngọn núi, lôi đình trải rộng, chấn động toàn bộ Huyền Phong Tông. Không cần kinh hoàng, an tâm tu luyện, các ngươi Giang Trần sư huynh đang sắp đột phá, các ngươi chớ tới gần. Huyền Thanh Minh thanh âm vang vọng ở trên hư không, tất cả đệ tử mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Giang Trần sư huynh ở đột phá, mỗi một người đều là tâm tình tăng vọt, Giang Trần sư huynh mạnh mẽ như vậy thực lực, còn đang không ngừng tăng lên tự mình, liên tiếp đột phá, bọn họ lại có tư cách gì dừng lại tu luyện chân bước đây? Rốt cuộc phải đột phá sao? Huyền Thanh Minh lẩm bẩm nói, mang theo vẻ lo âu. Thanh Hà Tông không làm gì được ngươi, Lâm Hà giới ràng buộc không được ngươi, liền ngay cả Lạc Phượng Hạp ngươi cũng có thể tới lui tự nhiên, này cửu thiên sấm sét, đối với ngươi mà nói, cần phải cũng sẽ không quá mức khổ cực chứ. Huyền Thanh Minh từ tốn nói, tuy rằng thiên lôi bên dưới, đột phá người đã ít lại càng ít, đặc biệt là thần vương cảnh, Lâm Hà giới mỗi ngàn năm,
cũng chưa chắc có thể ra một cái thần vương cảnh, bởi vậy có thể thấy được, thần vương cảnh đột phá, có bao nhiêu gian nan, vì lẽ đó Giang Trần ở tiêu diệt nhiều như vậy thần vương cảnh phía sau, Lâm Hà giới chân chính đại tông môn, cơ hồ là tử thương hầu như không còn, một cái thần vương cảnh, nhưng là bọn họ chân chính lập tông chi cơ sở, cội nguồn. Giang Trần vẻ mặt như thường, ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời sấm sét, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Giang Trần khẽ quát một tiếng, mắt nhìn trên 9 tầng trời thiên lôi, hăng hái, khí lăng càn khôn, mỗi người ở đối mặt thiên lôi, đều là vô cùng cẩn thận, sợ bị thiên lôi đánh chết, một cái sơ sẩy, đột phá thất bại, cái kia chính là ở lần danh sinh tử, không có một chút nào đường lùi, cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Thế nhưng ở trong mắt Giang Trần, thiên lôi xuất hiện, hắn là hoàn toàn không sợ, thậm chí mỗi một lần thiên lôi đều có thể bị hắn xem là chí mạng thủ đoạn, trải qua thiên lôi gột rửa, mới coi như là chân chính kiếp biến, hiểu ra thiên lôi biến hóa rồng. Ầm ầm ầm, màu lửa đỏ thiên lôi, xuất hiện một khắc đó, Giang Trần hơi run run, này thiên lôi, hắn chưa từng nghe thấy, thế nhưng là vô cùng đáng sợ, liền hắn chính là nhăn lại đầu lông mày. Cẩn thận, Giang Trần, đây là một đạo hỏa vân bá thiên xét, này xét không hề tầm thường, hỏa diễm chi khí, so với người ngũ hành chân hỏa, không kém bao nhiêu, quan trọng nhất là, nó còn có thể bùng nổ ra lôi đình thế tiến công, hỏa lôi tư thế dung hợp một thân, này lôi đình mặc dù là thần vương cảnh đỉnh cao, cũng chưa chắc dám nói có thể ở lôi kiếp bên dưới bình yên vô sự. Hỏa Kỳ Lân trầm giọng nói, ở truyền thừa của ta trong ký ức, tổ tiên của ta chính là có độ này thiên lôi, ba vị tổ tiên, thế nhưng không có một có thể vượt qua này hỏa vân bá thiên lôi. Ngươi ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận. Hỏa Kỳ Lân luôn mãi căn dặn, Giang Trần biểu hiện, cũng là trở nên ngưng trọng, hắn cũng không phải cuồng vọng chi bối, đặc biệt là một lần này hỏa vân bá thiên xét, liền chính hắn cũng cảm thấy một tia nguy cơ, hỏa vân sinh, lôi kiếp lên, hỏa lôi dung hợp bên dưới, loại kia khủng bố, không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đánh chết lão tử. Giang Trần cắn răng nói, cười lạnh, ngưng mắt nhìn trên hư không hỏa vân bá thiên xét, không có vẻ sợ hãi chút nào. Giống. Hỏa vân bá thiên xét, vô cùng thô bạo, ngọn lửa kinh khủng cùng lôi đình, giao hòa vào nhau, giống như một cái thái cổ rồng giả, qua lại mà tới, hỏa lôi ầm ầm mà rơi, nghiền ép mà xuống, Giang Trần bị hỏa vân bá thiên lôi hung hăng, trực tiếp đẩy lui, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến hay lắm. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tinh quang thổ lộ, vào giờ phút này, mặc dù là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng là có thể cảm giác được lửa nóng lôi đình trải rộng toàn thân, hỏa lôi giao hòa, quả nhiên vô cùng kinh khủng, hắn khắp toàn thân đều là mất cảm giác cùng sốt ruột cảm giác, cực kỳ thống khổ, thế nhưng dù vậy, còn không đến mức để hắn cúi đầu. Liên tiếp 8 đạo hỏa vân bá thiên xét, từ trên trời giáng xuống, Giang Trần tiếp nhận rồi 8 đạo lôi đình gột rửa, xác thực nói, hẳn là cuồng oanh loạn tạc, lúc này Giang Trần đã cực kỳ suy yếu, 8 đạo hỏa vân bá thiên xét, để Giang Trần hám sâu quấn cảnh, thế nhưng, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi, mới là kinh khủng nhất, so với phía trước 8 đạo trồng chất, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Làm người sợ hãi hỏa vân bá thiên xét, đã là đạt tới kinh khủng nhất giới hạn chi điểm, đạo thứ 9, có thể nói hủy thiên diệt địa, mặc dù là thần vương cảnh đỉnh cao, cũng là chưa chắc có thể đón đỡ được. Lão tử cũng không muốn bị ngươi đánh chết, đã như vậy, vậy thì nhìn hai ta ai đấu thắng ai. Giang Trần khẽ cắn răng, để Hỏa Kỳ Lân đều vạn vạn không nghĩ tới chính là, này kinh khủng nhất một đạo thiên lôi, Giang Trần không có bất kỳ phòng ngự. Lão tử chính là muốn nuốt ngươi. Giang Trần ánh mắt uy run sợ, đạo thứ 9 thiên lôi hạ xuống nháy mắt, Giang Trần một khẩu nuốt lấy đạo thứ 9 thiên lôi, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn trợn tròn mắt. Hỏa vân phách thiên lôi vẫn chưa nổ tung ra, mà là bị Giang Trần nuốt vào trong bụng, Giang Trần lấy phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi bản nguyên sấm sét, đem cái kia đạo hỏa vân phách thiên lôi hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, hai đạo bản nguyên sấm sét cộng đồng áp chế, có thể thấy được cái kia hỏa vân phách thiên lôi là đáng sợ cỡ nào. Giang Trần bên trong truyền đan điền, hắn biết làm như vậy tương đối nguy hiểm, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ như thế thả đạo này thiên lôi, để cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi đem áp chế, ngày sau nhất định có thể trở thành chính mình đòn sát thủ lợi hại, tuy rằng đây chỉ là một đạo không căn lôi, nhưng là dù sao hỏa vân phách thiên lôi, nhưng là tương đương hiếm thấy, cũng là tương đương cường hãn. Cho ta chấn áp. Giang Trần lại lần nữa đem vạn vật mẫu khí đỉnh, chấn áp tại ba đạo lôi đỉnh bên trên, một khắc đó, hỏa vân phách thiên lôi, mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Giang Trần biết, này đạo hung ác hỏa vân phách thiên lôi, chỉ có thể sử dụng một lần, dung hợp thiên lôi, không phải là đơn giản như vậy, này hỏa vân phách thiên lôi, khác biệt phi phàm.
Giang Trần thu thân mà đứng, đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, cuối cùng là đột phá thần vương cảnh. Đáng tiếc a, chỉ là một cái không căn chi thiên lôi, mỗi một lần đột phá, đều phải lãng phí một đạo thiên lôi, hai đạo thiên lôi, nhiều lắm để thần tôn cảnh dưới người, nhượng bộ lui binh, nếu như có thể khi chiếm được một cái thiên lôi bản nguyên sấm sét, dung hợp ba đạo thiên lôi, mặc dù là thần tôn cảnh, chỉ sợ cũng được đột nhiên biến sắc. Giang Trần lầm bầm nói. Hóa Long quyết tự mình vận chuyển, Giang Trần trong cơ thể Long Văn, vào đúng lúc này, cũng là lại lần nữa bảo phát, mãi cho đến 430 vạn đạo Long Văn, mới dần dần bình tĩnh lại, hắn cửu Long 10 giống lực lượng, lần thứ hai được tăng lên. Lần kế tiếp đột phá, sợ là chí ít cũng được 2-300 ngàn đạo Long Văn mới có thể. Vào giờ phút này, Giang Trần khí tức, xảy ra biến hóa cực lớn, trong lúc phất tay, phảng phất tự nhiên mà thành, hơn nữa đối với linh khí trong thiên địa, cảm ứng cũng là cực kỳ nhạy cảm, sáu tai nghe bát phương, ngoài vạn dặm, dường như trước mắt. Giang Trần ánh mắt, dường như mưa kiếm, bắn về phía mặt đất bao la, đều là một mảnh rằng co, cả người khí tức, thu lại ở hình, động thì lại 10 dặm sấm dậy, 100 dặm mưa gió tận phiêu diêu. Đây cũng là thần vương cảnh khí tức sao? Giang Trần khẽ mỉm cười, đưa tay nắm chặt, có thể hám thiên sơn vạn thủy, hơi suy nghĩ, ngàn dặm xa. Thần vương cảnh, là một cái rất lớn vượt qua, thành tựu thần vương cảnh, nếu như không có đại chiến sinh tử, có thể bảo đảm sống mãi. Có thể khai tông lập phái, có thể mưa gió đi theo, thần vương cảnh cường giả, mặc dù là ở một quận to lớn, cũng được cho cường giả, mặc dù là Bắc Lương Thần Châu, cũng đã có rồi bước đầu đi xa tư cách, thực lực bực này phóng ở Trung Châu thần thổ, tự nhiên là không lấy ra được, thế nhưng ở phương quận cùng giới vực trong đó, đã có thể được xưng là một phương cao thủ. Thần vương cảnh có thể bảo đảm sống mãi, nhưng là chân chính đến rồi thần vương cảnh cường giả, ai sẽ tình nguyện bình thường đây? Tiêu hao tiềm năng, mới có thể để đại nạn sớm, liều đánh một trận tử chiến, mới có thể hiểu được thiên cơ, không ngừng tiến bộ, vì lẽ đó thần vương cảnh không chết, chỉ là một nguyên tắc khái niệm mà thôi, cường giả tư thái, ai cũng có, thế nhưng An Ngọc bình thường thần vương, bên trong đất trời, đều là khó tìm tích, cái này cũng là tại sao giới vực bên trong, chân chính có thực lực có thiên phú thần vương cảnh cường giả, đại đa số cũng đã bước lên đi xa nguyên do vị trí, nhưng là vạn năm đến. Nhưng tiên có người trở về cố thổ. Tướng quân bách chiến mà chết, tráng sĩ 10 năm không về, cường giả, tự nhiên có thuộc về bọn họ mạnh hơn sân khấu, quay đầu lại, cũng là mang ý nghĩa lùi bước, tiến lên, cũng là mang ý nghĩa cực tử nhất sinh, đế cảnh cường giả, cái kia là bao nhiêu người truy đuổi giấc mơ, cả đời ngóng trông, nhưng là chân chính có thể đạt đến đế cảnh cường giả, nhưng là đã ít lại càng ít, như phượng lông lân giáp, trọng yếu hơn chính là, không trải qua bách chiến luân hồi, ai có thể hiểu được đế cảnh huyền bí đây. Giang Trần khí thế hùng hồn, trong cơ thể thần nguyên khí, vô cùng dâng trào, phảng phất một cúi đầu muốn thoát vây ra cự thú viễn cổ, cái kia loại nổ tung sức mạnh, Giang Trần chính mình cũng có thể cảm giác được, kinh khủng cỡ nào. Bước vào thần vương cảnh, Giang Trần mới hiểu được thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh trong đó khác nhau, cho dù là nửa bước thần vương, cũng không có như bây giờ trải nghiệm, thần vương cảnh đã đủ để câu thông thiên địa linh khí, vô hình vô ảnh trong đó, chính là có thể tiến hành tu luyện, thậm chí không cần Giang Trần ở lúc tu luyện vận chuyển hóa long quyết. Thần vương cảnh thay đổi, mới thật sự là lột xác, thiên thần ở thần giới mà nói, không tính cường giả, thế nhưng cũng là thực lực không tầm thường, đủ để lên làm một cái thành nhỏ chi chủ, thế nhưng thần vương cảnh cũng không giống nhau. Đột phá thần vương cảnh phía sau, tầm mắt cũng là thật to nới rộng, có một viên truy tìm lòng cường giả, đây mới là trọng yếu nhất. Thần vương cảnh đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là đầy đủ gây nên coi trọng, thần vua người, đã mở ra một cái chân chính tìm đế con đường, không vào thần vương cảnh, đâu được đại đế tâm. Thành tựu thần vương cảnh cường giả, mới có một tia hy vọng thành tựu đại đế, thế nhưng cái kia một tia hy vọng, cũng là cực kỳ mong manh, đại đế bên dưới, còn có thần tôn cảnh, tôn giả cảnh giới. Cũng không phải dễ dàng như vậy, có chút thần vương, cố gắng cả đời cũng không cách nào vượt qua thần tôn cảnh ràng buộc, thậm chí là thần hoàng cảnh, thần hoàng trong tuyệt thế yêu nghiệt, lúc nãy có một tuyến sinh cơ, trở thành đế cảnh tồn tại. Trọng yếu hơn là, tiến nhập thần vương cảnh phía sau, đột phá đã không chỉ là cần thiên địa linh khí đơn giản như vậy, càng cần phải linh hồn vững bước tăng lên, cùng với đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Nếu như không có ngộ tính, chín thiên thần tử cũng khó thành đại khí. Như có ngộ tính, thiên tản địa thiếu lại có làm sao? Đủ để chứng minh, thần vương cảnh phía sau, nhưng thật ra là càng thêm khó có thể đột phá, một chữ, ngộ, đem triệu cường giả chắn đế cảnh ở ngoài. Giang Trần biết, muốn thành tựu đế cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thế nhưng hắn càng thêm đối với mình có lòng tin, từ khi vừa bước vào thần giới, cái kia hư thần cấp yếu tiểu tử, bây giờ đã coi như là có thành tựu nhỏ, tuy rằng vẫn còn không tính là một phương cự kình,
Nhưng là không tốn thời gian dài, Giang Trần đem đạp khắp Độc Long quận. Huyền Phong Tông trưởng thành, thế tất có thể làm, Giang Trần không hề nói gì, thế nhưng ai cũng biết hắn là Huyền Phong Tông chỗ dựa lớn nhất, Giang Trần cũng thầm chấp nhận, bởi vì từ đây phía sau, hắn lập tức phải đi xa, mà cha của chính mình, nhưng là cần một cái yên tĩnh vị trí, cực kỳ tu luyện, Huyền Phong Tông, chính là cao nhất địa điểm. Giang Trần đem Xích Hà Cổ Đằng Tâm bàng bạc năng lượng, toàn bộ là truyền vào hết Giang Trấn Hải trong thân thể, hơn nữa Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng là không phụ Giang Trần kỳ vọng, triệt để chữa khỏi Giang Trấn Hải trên người tất cả thương thế, tay chân nhanh vẫn là mắt nhanh, cũng đã khỏi rồi, mà thực lực của hắn, càng là một lần đột phá thiên thần cảnh trung kỳ, đây là Giang Trần vạn vạn không ngờ tới. Ha ha, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng thật là lợi hại a. À. Trong đó mênh mông năng lượng bàng bạc, này còn không cách nào hoàn toàn hấp thu, chờ ngày triệt để hấp thu phía sau, thực lực sẽ nâng cao một bước. Giang Trần cười nói, trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Giang Trấn Hải nhìn mình nhi tử, đó là hắn cả đời kiêu ngạo. Chỉ cần có hắn ở, lớn hơn nữa núi cao, cũng có thể vượt tới. Phụ tử trong đó, không cần nói cảm ơn, Giang Trấn Hải vui vẻ tiếp thu, bởi vì đây là con trai của hắn. Bất quá bây giờ bất đồng, Giang Trấn Hải đã không còn là cô độc, còn có Lâm Như Nguyệt, hai người chăm chú tựa sát, nhìn Giang Trần vô cùng hạnh phúc, nhìn thấy phụ thân có như vậy tâm tình, hắn mới vui vẻ nhất. Sau đó ta không lại độc thân, ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, Tiểu Nguyệt. Giang Trấn Hải một mặt ngưng trọng nói, y theo dựa vào con trai của chính mình, cuối cùng là ngoại lực, Lâm Như Nguyệt có thể nói là tỉnh lại Giang Trấn Hải thứ hai xuân, hắn bây giờ, đối với tu luyện càng là cực kỳ đề bụng, bởi vì nếu như không có mạnh mẽ thực lực, làm sao có thể đủ bảo vệ nữ nhân mình yêu thích đây. Lâm Như Nguyệt cũng là vô cùng hạnh phúc, y ôi tại Giang Trấn Hải trong ngực, nhìn thấy hắn bình an vô sự, lòng của nàng cũng liền triệt để buông xuống. Giường trước, Giang Trần tay cầm tay của phụ thân trưởng, hai cha con cái, thật chặt nắm cùng nhau, cốt nhục chân tình, so với hải càng sâu. Phụ thân, vết thương của ngài xu thế đã được rồi, ta cũng nên đi, Lâm Di, ngày sau mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn cha của ta. Giang Trần nói, gấp gáp như vậy sao? Giang Trấn Hải rất muốn cùng nhi tử thân cận nhiều một chút, thế nhưng hắn càng hiểu rõ Giang Trần cũng không phải cái kia loại nhi nữ tình trường người, tốt nam nhi trí tại bốn phương, giấc mộng của hắn, bầu trời của hắn, xa so với chính mình tưởng tượng càng bao la. Hừm, hôm nay liền đi. Giang Trần nói. Huyền Thanh Minh cũng vào lúc này chạy tới. Giang Trần, ngươi thật phải đi sao? Huyền Thanh Minh có chút không thôi nói, hiện tại Huyền Phong Tông đang đứng ở thời kỳ phát triển, Lâm Hà giới căn cơ chưa ổn, hiện tại Giang Trần rời đi, Huyền Phong Tông phát triển nhất định sẽ chịu đến nhất định chế ước, thế nhưng Huyền Thanh Minh sẽ không đi giữ lại Giang Trần, tất cả những thứ này đều là Giang Trần mang đến cho hắn. Hơn nữa nếu như không phải Giang Trần chỉ điểm, hắn hiện tại cũng sẽ không đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao, bây giờ Giang Trần đã là trở thành toàn bộ Huyền Phong Tông trụ cột. Ta sẽ trước lúc ly khai, một lần nữa bày xuống trận pháp, đến thời điểm, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng là không thể làm gì, chỉ cần các ngươi bế thủ không ra Huyền Phong Tông, tính tâm tu luyện, tuyệt đối sẽ không có người giết tới Huyền Phong Tông. Giang Trần bình tĩnh nói, lời hứa của hắn, đối với Huyền Thanh Minh mà nói, mới là chân thiết nhất bảo vệ. Ta cũng không nói nhiều, lấy Giang huynh thực lực, bây giờ ở Huyền Phong Tông làm cái đại trưởng lão, vẫn là dư sức có thừa, ngày sau Huyền Phong Tông, chính là của hắn ra. Huyền Thanh Minh nói, cái này cũng là hắn đối với Giang Trần hứa hẹn. Giang Trần một lần nữa ở Huyền Phong Tông không được một đạo trận pháp, lần này, thực lực của hắn tăng cường quá nhiều, bố trí trận pháp, cũng càng thêm kinh khủng, đặc biệt là trận pháp bảo vệ, so với công kích trận pháp, càng là thuận buồm xuôi gió, trận pháp bảo vệ bố trí cũng càng thêm đơn giản. Giang Trần bày xuống phía sau, liền chính hắn đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, ngăn cản thần tôn cảnh cường giả xâm lấn, thừa sức, mặc dù là lúc trước cái kia cái gọi là cửu giới tôn chủ đến đây phá trận. Phỏng chừng cũng được thất bại tan tác mà quay trở về. Đúng rồi, Giang Trần, trên trăm tông môn tiến vào hiến không ít bảo bối, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, rất nhiều thiên tài địa bảo, phẩm cấp cũng rất cao, chúng ta căn bản khó có thể sử dụng. Huyền Thanh Minh nói, thiên tài địa bảo. Giang Trần đầu lông mày dương ra, nếu là như vậy, mình ngược lại là có thể nhìn một chút. Ngàn năm hà thủ ô, ngàn năm nhân sâm, vạn năm cổ đằng tâm, đồng trùng hạ thảo chi tinh, còn rất nhiều rất nhiều. Huyền Thanh Minh liếc mắt nhìn trong tay quà tặng mỏng, thuộc như lòng bàn tay. Vạn năm cổ đằng tâm. Giang Trần trong lòng hơi động, xích hà cổ đằng tâm cho cha sử dụng, hiện tại hắn thật vẫn nghĩ muốn một phần xích hà cổ đằng tâm, nhưng là xích hà cổ đằng tâm, không phải như vậy dễ được đây. Nếu như này vạn năm cổ đằng tâm có thể thay thế xích hà cổ đằng tâm,
Như vậy đoạt thiên tạo hóa đan, có lẽ cũng là có luyện chế hy vọng. Ta xem một chút. Giang Trần nói, Huyền Thanh Minh lấy ra vạn năm cổ đằng tâm, Giang Trần mắt chính là rơi vào mặt trên. Này vạn năm cổ đằng tâm, đích thật là sinh cơ bừng bừng. Mặc dù không cách nào cùng xích hà cổ đằng tâm đánh đồng với nhau, thế nhưng là chân chính bảo bối, mới có thể thay thế xích hà cổ đằng tâm. Bây giờ, đoạt thiên tạo hóa đan, chỉ còn dư lại thiên xà đảm cùng một chút linh tuyền, năm loại dược liệu, được thứ ba, Giang Trần đã có chút bức bách không kịp chờ. Đoạt thiên tạo hóa đan nếu như luyện chế thành công, như vậy đối với mình mà nói, tuyệt đối là một lần tăng lên cực lớn. Tốt, này vạn năm cổ đằng tâm, ta muốn. Giang Trần chỉ lấy đi rồi vạn năm cổ đằng tâm, bởi vì hắn biết bây giờ Huyền Phong Tông, thật sự là quá cần những thứ đồ này, xa so với mình càng thêm cần, chính mình được này chút, có lẽ cũng chính là luyện chế đan dược mà thôi, nhưng là đối với Huyền Phong Tông mà nói, những bảo bối này có thể để Huyền Phong Tông nâng cao một bước, thành là chân chính trên ý nghĩa đại tông môn, tuyệt đối có thể bước ra một bước dài. Cũng chỉ muốn này vạn năm cổ đằng tâm sao? Đối mặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mặc dù là Huyền Thanh Minh cũng có chút ngồi không yên, bất quá đó cũng đều là Giang Trần vô số lần vào sinh ra tử đổi lấy, nếu như không có hắn, trăm đại tông môn, hà tất cho hắn Huyền Phong Tông đưa này chút đây. Chỉ là Huyền Thanh Minh không nghĩ tới Giang Trần trừ cái này vạn năm cổ đằng tâm, cái gì cũng không muốn. Kinh ngạc sau khi, Huyền Thanh Minh cũng là nháy mắt cảm nhận được Giang Trần dụng tâm lương khổ, hắn là muốn chính mình đem những dược liệu này bảo bối, vật tấn kỳ dụng, để Huyền Phong Tông lớn mạnh, này mới là trọng yếu nhất. Như vậy đi, ta sau 3 ngày ly khai, đem những dược liệu này luyện hóa thành đan, mới có thể cho không ít tông môn đệ tử, tăng lên một ít thực lực. Giang Trần, để Huyền Thanh Minh nhất định chính là cảm kích chảy nước mắt, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Giang Trần nhưng là thần vương cảnh, lúc trước hắn ở Huyền Phong Tông thời gian, hắn thuật luyện đan, chính là vì nhân xương tụng, liền hắn đều là hít khói, Giang Trần luyện chế đan dược, như vậy tuyệt đối là đồ tốt. Sau 3 ngày, Giang Trần vì là Huyền Phong Tông luyện chế hơn vạn viên đan dược, tuy rằng hao phí không ít thể lực, thế nhưng là hết sức vui vẻ, những đan dược này, tuy rằng không phải là cái gì tuyệt phẩm tiên đan, nhưng là nhất định có thể đủ để Huyền Phong Tông nâng cao một bước. Dương Kiền cùng rất soái, yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, hai người bọn họ là theo Giang Trần đồng thời quật khởi Huyền Phong Tông đệ tử, nhưng là bây giờ cũng đã là khác nhau một trời một vực. Cực kỳ tu luyện, hai vị, ta cũng không muốn để cho các ngươi bị ta đả kích ngã, lúc nào ta lần thứ hai trở về Huyền Phong Tông thời gian, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi thay đổi. Giang Trần cười nói, vỗ vỗ hai người bả vai, vào giờ phút này, Dương Kiện đã là mò tới thiên thần cảnh ngưỡng cửa, rất xoáy cũng thế, bất quá cùng Giang Trần so với, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, một luồng cảm giác tự ti mặc cảm, tự nhiên mà sinh ra. Bất quá ở Giang Trần cổ vũ phía sau, bọn họ cũng là càng thêm rõ ràng, Giang Trần muốn đi, mà hắn sân khấu, lại đều sẽ là địa phương nào đây? Độc Long Quận, vẫn là Bắc Lương Thần Châu, cũng hoặc là Trung Châu Thần Thổ, bọn họ cố gắng cả đời đều khó mà trông phương xa, lúc này, Giang Trần đã bước lên hành trình. Đông Cổ Sơn Mạch, kéo dài vạn dặm, rậm rạp viễn cổ đại sâm, hiếm người đến, khoảng cách Kỳ Liên giới Linh Giác Thành, cũng bất quá 200.000 dặm, ở đây cũng coi là Linh Giác Thành xung quanh lớn nhất sơn mạch, kéo dài 10 vạn dặm, trong đó yêu thú, càng là đếm không xuể, thần vương cảnh dưới yêu thú, khó có thể tính toán, thậm chí tục truyền thần tôn cảnh yêu thú, đều là từng xuất hiện. Đông Cổ Sơn Mạch là tiến nhập Đông Phương giới vực, tiến nhập Kỳ Liên giới Linh Giác Thành phải qua địa, lúc này Giang Trần vì đi tắt, trực tiếp đuổi về Linh Giác Thành, cũng là từ Đông Cổ Sơn Mạch bay vọt mà tới, chỉ cần là không gặp được thần tôn cảnh yêu thú, Giang Trần đủ để ứng phó. Khoảng cách cửu giới tranh, thông huyền thần phủ cuộc chiến, đã không xa, thoáng qua trong đó, tuế tuế niên niên, đối với thần vương cảnh bên trên cường giả mà nói, năm tháng, đã không cách nào để cho bọn họ thay đổi trong lòng cảnh giới, có lúc mặc dù là thiên phú tuyệt luân cường giả, bế quan cũng có hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, đều không hiếm thấy, vạn năm năm tháng một cái búng tay, rất nhiều cường giả quật khởi, ở thần giới vĩnh viễn đều không thiếu thốn cường giả, núi cao còn có núi cao hơn. Người vĩnh viễn không biết ở ngươi bên người có bao nhiêu thủ đoạn thông thiên cường giả chí tôn. Vạn dặm núi cao, ngang dọc vượt qua, Đông Cổ Sơn Mạch khủng bố, cũng là để không ít người, đều là không dám dễ dàng mạo hiểm, mặc dù là Linh Giác Thành cách nơi này đều là khó có thể cứu viện, không biết bao nhiêu người, ở Đông Cổ Sơn Mạch rèn luyện bên trong, mệnh vẫn nơi đây, trở thành bụi bặm của lịch sử, núi lớn thổ nhưỡng. Mặc dù là Thiên Kỳ Sơn Mạch, so với ở đây, đều là còn kém hơn rất nhiều. Kha kha, thực sự là ăn chay, không nghĩ tới ở này địa phương cước chim cũng không có, còn có thể gặp phải xinh đẹp như vậy nữ nhi, thực sự là tạo hóa, đại tạo hóa a. À. Một cái xấu xí ông lão mặc áo đen,
cười híp mắt nói, trong mắt tất cả đều là vẻ dâm tà, không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa thiếu nữ tuyệt đẹp, hận không thể đem nuốt vào bụng bên trong. Hắn ở này Đông Cổ Sơn Mạch bên trong, đã không biết bao nhiêu năm tháng, giống như cùng Đông Cổ Sơn Mạch dân bản địa như thế, quen thuộc ở đây tất cả núi sông phúc địa, tùng lâm đầm lớn. Lão quỷ, đây chính là hai ta một khối phát hiện, lão tử cũng không muốn ăn ngươi còn dư lại cơm thừa canh cặn. Ông lão bên người, một cái mập phì thiếu niên, tướng mạo dị thường dữ tợn, thậm chí có chút làm người ta kinh ngạc run sợ, so với quỷ quái đều thì không bằng, nhất định chính là xấu vô cùng, nhìn phía sau hầu như liền sẽ buồn nôn. Tuy rằng nhìn như thiếu niên, nhưng là hắn chân chính tuổi tác lớn bao nhiêu, tu vi mạnh bao nhiêu, căn bản khó có thể phỏng đoán. Chết tên béo, chẳng lẽ ta còn có thể độc hưởng hay sao? Cạc cạc, nhiều năm như vậy huynh đệ, ta là loại người như vậy sao? Ông lão mặc áo đen ánh mắt mập mờ nhìn tên béo. Này còn tạm được, ta thích nhiều người, khà khà khà. Tên béo mặt mày hớn hở nhìn ông lão mặc áo đen, nói cười doanh doanh. Vẫn là hai cái béo mập chim non, một nam một nữ, nam ăn, nữ mà, lúc nào chơi chán, lại ăn. Ông lão mặc áo đen tựa như tia chớp, bay nhanh mà đi, qua lại ở tùng lâm trong đó, lóe lên liền qua. Sư huynh, lần này, chúng ta cùng đại trưởng lão bọn họ triệt để mất đi liên hệ, hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Thiếu nữ nũng nịu tiếng nói, tuyệt sắc dung nhan, làm người thèm nhỏ dãi muốn rụng, trơ mắt nhìn bên người tay cầm ngân thương thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng vẻ ái mộ, trên thực tế vào lúc này nàng trong đáy lòng nhưng là vui vẻ, chỉ là không biết lúc nào có thể đi được ra mảnh này rậm rạp trong rừng rậm, cùng đại trưởng lão bọn họ về hợp. Thanh niên mặc áo trắng chau mày, trong lòng cũng là loạn tung tùng phèo, dù sao khi tiến vào này Đông Cổ Sơn Mạch, đại trưởng lão cố ý từng căn dặn bọn họ nhất định không muốn với bọn hắn tẩu tán. Nhưng là cuối cùng ở một mảnh kia quỷ dị mê vụ xâm lâm bên trong hải hoa tia đi rời ra, đã hơn 10 ngày không có tin tức của bọn họ, đi tiếp như vậy, bọn họ không biết lúc nào mới có thể rời đi nơi này, mặc dù là bay trên 9 tầng trời, vẫn như cũ một đám mây sương mù, giống như là tứ thông bát đạt mê cung. Mặc dù là hướng một phương hướng mà đi, cuối cùng vẫn là không đi ra lọt ở đây. Ta cũng không biết, nơi này đích xác hết sức quỷ dị, đại trưởng lão bọn họ càng là khó tìm kỳ tông, bây giờ chỉ có ngươi và ta còn cùng nhau. Kế trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể lại ra đi, nếu không thì, ắt sẽ nửa bước khó đi. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Thanh niên mặc áo trắng cũng là thời thời khắc khắc nắm chặt tay của thiếu nữ, e sợ cho nàng có bất kỳ nguy hiểm. Đầy mặt cô gái ngọt ngào vẻ, tuy rằng thấp thỏm, lần thứ nhất đi ra tông môn, thế nhưng là dị thường hạnh phúc, đây mới là nàng mong muốn thế giới hai người. Bây giờ là đời ta vui vẻ nhất thời điểm. Thiếu nữ nắm thật chặt cặp kia bạch ngọc không tì vết tay ngọc nhỏ dài, cúi đầu, khẽ cắn môi đỏ, nũng nịu nói. Yên tâm, có ta ở đây, mặc dù là trời sập xuống, có bình ca cho ngươi đẩy. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt như mũi tên, khẽ mỉm cười. Thiếu nữ yên lặng gật đầu, một luồng ấm áp từ trong lòng dập dờn mà mở. Cạc cạc cạc, cũng thật là một đôi thi đấu thiên tiên thần tiên quyến lữ a, để người ước ao ghen kìa. Ông lão mặc áo đen cười quái dị nói, thanh niên mặc áo trắng tay cầm thép thương, sắc mặt âm trầm, thương mù mịt nhắm thẳng vào hư không. Giả thần giả quỷ, ai? Lăn ra đây cho ta. Thanh niên mặc áo trắng phẫn nộ quát. Đứa bé, cũng thật là bạo tính khi a, chính là không biết bản lĩnh lớn bao nhiêu a. Ông lão mặc áo đen cười nói, hai tay hoàn ngực mà đứng, một bộ ung dung tự tin vẻ mặt. Lão quái, không nên cản đường của ta, nếu không thì, trong tay ta thương, nhưng là lục thân không nhận. Thanh niên mặc áo trắng lạnh giọng nói, thương chỉ ông lão mặc áo đen. Xách xách xách, cũng thật là đủ táo bạo, này là địa bàn của ta, ngươi nói ta có nên hay không đi ra thu chút bảo hộ phí đây? Khà khà, đây là địa bàn của ngươi, vậy nói như thế, ngươi cũng biết như thế nào mới có thể đi ra nơi này. Thanh niên mặc áo trắng kinh ngạc nhìn ông lão mặc áo đen. Nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có thể làm được, quyết không nuốt lời. Chỉ cần ngươi có thể mang chúng ta đi ra ở đây. Thật chứ? Ông lão mặc áo đen nói. Ít nói nhảm, ta La Bình, chưa từng nói đùa. La Bình chau mày, không nhịn được nói. Vậy dễ làm, chỉ cần ngươi đem này tiểu nha đầu ở lại ta bên người, cạc cạc cạc, cái kia ta liền thả ngươi rời đi nơi này, làm sao? Lão già, xem ra ngươi là muốn chết. La Bình đem thiếu nữ hộ tống ở phía sau, ánh mắt sắc bén, ánh sáng lấp lóe, cả người bùng nổ ra một luồng khí thế mãnh liệt, xu thế muốn cùng ông lão quyết một trận tử chiến. Ai, người trẻ tuổi, thực sự là hỏa khí lớn a, cũng đã sớm nói,
Ta này là công bình giao dịch sao, tức cái gì đây? Chẳng lẽ một mạng đổi một mạng, ngươi còn thiệt thòi hay sao? Tiểu cô nương này, ta là ưa thích chặt chẽ nha. Ông lão mặc áo đen càng nói ánh mắt càng sáng, nhìn chằm chằm thiếu nữ hoàn toàn không buông tha. Sư huynh, cái tên này thật sự là chán ghét. La Ninh Nhi bĩu môi nói, một bộ ngày thật dáng vẻ khả ái, tuyệt sắc dung nhan, phong tình vạn loại, ông lão mặc áo đen càng là gấp lòng ngứa ngáy. Cô gái nhỏ này, lão tử muốn định rồi, khà khà. Lão tặc, ăn nói ngông cuồng, xem ta không chọn nát ngươi tấm này miệng thúi. La Bình phẫn nộ quát một tiếng, thương mang lấp lóe, thẳng thắn thoải mái, thẳng đến ông lão mà đi, khí thế như rồng, rời sông lấp biển. Khà khà, đến hay lắm, lão tử khoảng thời gian này cũng là ngứa nghề vô cùng, ở này đông cổ sơn mạch một khối này, còn không có mấy người dám theo ta rất thích tàn nhẫn tranh đấu đây, vì cô gái nhỏ này, lão gia hỏa ta nhưng là liều mạng. Ông lão mặc áo đen nhanh cười nói, đối với La Ninh Nhi hết sức mơ ước, làm cho La Bình cũng là lửa giận ngút trời, cái này già mà không đứng đắn ra hỏa, thật sự là ghê tởm hết sức, hơn nữa mình nếu là bắt hắn, đi ra mảnh này sương mù tùng lâm, hoàn toàn là điều chắc chắn. Lão gia hỏa, hôm nay ta La Bình cùng ngươi không chết không thôi. La Bình thế đi hung mãnh, liên tiếp đánh ra, thương mù mịt kinh sợ càn khôn, chung quanh núi đá cổ mộc, tất cả đều là bị đánh nát, trở thành vô số bột mịn, rải rác mà xuống. Bụi trần nổi lên bốn phía, kèm theo phía trước sương mù, để người càng là không tìm được manh mối, chu vi ngàn mét bên trong, loạn chiến lên, điện quang rắn ảnh, tốt không đặc sắc, ông lão mặc áo đen vừa đánh vừa lui, nụ cười tràn ngập, tựa hồ là đối với La Bình dị thường để bụng, nghĩ muốn cùng hắn cố gắng chơi một chút. Chốc lát trong đó, La Bình cùng ông lão mặc áo đen giao thủ hơn 10 lần, khí tức kinh khủng, chấn động đến mức xung quanh núi đá vỡ vụn, cổ mộc liên miên, san thành một vùng bình địa. Ông lão mặc áo đen vừa đánh vừa lui, bất quá nhưng là thành thạo điêu luyện, La Bình thương mang vô cùng, đấu chiến hung ác, bất quá nhưng không cách nào chân chính thương tổn được ông lão mặc áo đen. Hai cái ngươi tới ta đi, đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Bất quá, ông lão mặc áo đen tổng có thể tìm được cơ hội thích hợp, dành cho La Bình không ít xảo quyệt thế tiến công, làm cho La Bình có chút đáp ứng không xuể, nhưng tốt xấu cũng coi như là ổn định cục diện, ai cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. La Hầu Thương, Trấn Nguyên Lương. La Bình tay cầm ngân thương, thương xuất như long, điểm điểm tinh quang, phá toái hư không, quanh mình không gian, đều đang không ngừng sụp đổ xuống, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Có chút ý nghĩa, hóa ra là ngàn hoa giới bách chiến đệ nhất tông La Hầu Thương, khà khà. Ông lão mặc áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Tựa hồ là đối với La Hầu Thương dị thường phẫn nộ, hơn nữa cực kỳ kiêng kỵ. Biết là tốt rồi, lão già, còn không bó tay chịu trói. Hừ. La Bình một điểm hàn mang, thương pháp càng hơn từ trước, La Hầu Thương, chính là bách chiến đệ nhất tông một trong những tuyệt học, cũng là La Bình thủ đoạn lợi hại nhất, thương pháp của hắn, được khen là ngàn năm qua ngàn hoa giới đệ nhất thương thần, có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Mặc dù là đối đầu cái này không rõ thân phận lão gia hỏa, La Bình cũng là chưa từng có nửa phần nhát gan. Chỉ tiếc, người La Hầu Thương, còn chưa đủ hỏa hầu. Nhớ năm đó, La Anh Hùng một tay La Hầu Thương, ngang dọc ngàn hoa giới. Ta nhưng là lĩnh giáo qua hắn phong thái, cùng so với hắn, ngươi nhưng là kém xa. Ông lão mặc áo đen khinh thường nói, hiển nhiên chưa từng đem La Bình để vào trong mắt. Miệng lưỡi bén nhọn, lão già, không cho ngươi điểm mạnh mẽ đoán, ngươi là không biết tiểu gia thủ đoạn của ta. La Bình chân đạp hư không, lăng thiên mà lên, bóng thương kèm theo bóng người của hắn, trải rộng hư không, vạn đạo thương mù mịt phá không, loại kia uy thế, tương đối dọa người. Sư huynh, cẩn thận a. La Ninh Nhi một mặt khẩn trương nói, lão già này càng xem càng quỷ dị, hơn nữa căn bản không biết lúc nào tới đường, hai người thân hãm hiểm cảnh, vạn không thể trúng rồi bẫy dập của người khác. Uahat, thực lực không tệ mà, kha kha, không trách dám như thế trắng trợn không kiêng dè, muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn non một chút. Ngươi tiểu mỹ nhân, nhưng là đối với ngươi yêu ái có thêm a. Ông lão mặc áo đen ngôn ngữ bên trên không ngừng khiêu khích La Bình, La Bình lên cơn giận dữ. Dưới sự cuồng nộ thủ đoạn cũng là được chế ước, mặc dù là cùng ông lão mặc áo đen trong khi giao chiến cũng là càng ngày càng lộ ra xốc xếch, ngược lại là người sau, nhưng là vững vàng vô song, giữa hai người tuy rằng thắng bại chưa phân, thế nhưng cũng đã là để La Ninh Nhi thấy được sư huynh La Bình đổi bại tư thế. La Ninh Nhi lo lắng, đã nói rõ tất cả, La Bình tiếp tục chiến đấu xuống, ắt sẽ thua thiệt, hơn nữa ông lão mặc áo đen rõ ràng cho thấy kinh nghiệm phong phú kẻ già đời, lại là ở địa bàn của người ta, thời tiết địa lợi. Hoàn toàn đều là ưu thế áp đảo, ông lão mặc áo đen đã là từ từ chiếm lĩnh quan trên, bắt đầu đối với La Bình triển khai phản công.
Quỷ ưng chảo. Từng đạo tàn ảnh cắt phá trời cao, ông lão mặc áo đen biến trường thành chảo, từng đạo xé rách hư không cuồng phong, bao phủ mà lên, La Bình chỉ có thể là bị động phòng thủ, hoàn toàn đã không có lúc ban đầu phong mang, bởi vì ở ông lão mặc áo đen trước mặt bó tay bó chân, hắn hoàn toàn thi triển không được, ngược lại là đối phương, bắt đầu rồi mãnh liệt phản công, La Bình trong lòng cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nỗ lực ổn định thân hình, nhưng là hắn nhưng phát hiện đối phương thế tiến công. Nghiễm nhiên cùng vừa nãy như hai người khác nhau, móng nhọn sắc bén, chọc vào hắn ngân thương bên trên, đều là phát sinh cót két tiếng vang, trung cấp thiên thần khí, đều là xuất hiện từng đạo vết chảo. Thật là đáng sợ thủ đoạn, này đông cổ sơn mạch, cũng thật là tàng long hỏa hổ a. La Bình trong lòng vô cùng kinh ngạc, thực lực của hắn đã là đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, nhưng là ở lão này trước mặt, là từng bước bị áp chế, lấy thiên phú của chính mình lại thêm bách chiến đệ nhất tông khủng bố chiến đấu, hoàn toàn là không kém bất luận người nào. Mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ cũng có thể đứng, nhưng là ở vào giờ phút này, La Bình bị áp lực, nhưng trước nay chưa từng có. Ta đã không có hứng thú đùa với ngươi, tiểu tử. Ông lão mặc áo đen lạnh rên một tiếng, thế tiến công lại lần nữa cất cánh, so với vừa nãy, chỉ có hơn chứ không kém, cuồng oanh loạn tạc công kích, để La Bình đáp ứng không xuể. Mặc dù là bách biến thần thương, cũng vào đúng lúc này mất linh, ông lão mặc áo đen bén nhọn thế tiến công, bao phủ tới, La Bình không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Bị ba chảo bước lui, miệng phun máu tươi. Ngân thương bên trên, miệng cọp rạn nứt, bạch y bóng người, máu tươi tràn ngập, lạnh lùng trên khuôn mặt, tiến vào là vẻ băng lãnh, mồ hôi đầm đìa, lúc này La Bình đã là bị triệt để xé rách áo, lộ ra khá là chật vật, mặt khác một chảo, chộp vào xương bả vai của hắn bên trên, La Bình vai trái vai, lúc này đã không dơ nổi. Chết tiệt lão già, ta với ngươi liều mạng. La Ninh Nhi giống giận nói, nũng nịu liên tục, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, xông thẳng ông lão mặc áo đen mà đi. Không muốn, Ninh Nhi. La Bình trầm giọng nói, trong lòng khẽ run lên, hắn tính mạng của chính mình còn là thứ yếu, thế nhưng Ninh Nhi không thể có bất kỳ nguy hiểm, đó là hắn tình cảm chân thành nữ nhân a. Kha kha, cô gái nhỏ, đối thủ của ngươi là ta. Trong chớp mắt, một cái mập phì bóng người xuất hiện ở hắc y trước mặt ông lão, liền giống như một bức tường như thế, ngăn ở La Ninh Nhi trước mặt. La Ninh Nhi một đòn đánh vào mập mạp kia trước mặt thiếu niên, nháy mắt bị đẩy lùi mà đi, mặt cười liên tục biến ảo, bạch 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 lùi về sau mà đi, dưới chân tảng đá, tất cả đều là dấu chân thật sâu. Lại một cao thủ. La Bình thầm nghĩ đến, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, mặt như gan heo, hai người này liên thủ lại, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhìn như thiếu niên tên béo, nhưng là uy không thể đỡ, sức phòng ngự chính là cực kỳ kinh người, La Ninh Nhi là trực tiếp bị đẩy lui mà đi. Cái này đã đủ để chứng minh đối thủ cường hãn. Lão gia hỏa, ngươi đúng là khá thú vị, buổi này hai cái con vật nhỏ bắt đầu chơi, lão tử nhưng là đã nghiến răng, tiểu tử này vừa nhìn chính là đại bổ, cả người khối cơ thịt, tuyệt đối nhai dai. Khà khà, cho tới tiểu cô nương này sao, ngươi nhìn một chút, cái này thủy linh, ta cũng không nhịn được muốn chảy nước miếng. Xem ra hôm nay lão tử diễm phúc không cạn a. Tên béo cười lạnh nói, hai mắt không ngừng ở La Bình cùng La Ninh Nhi trong đó chuyển động. Làm sao bây giờ, sư huynh? La Ninh Nhi trơ mắt nhìn La Bình, thực lực của hai người bọn họ, sợ hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Ngươi trước đi, ở đây giao cho ta, ta có thể ngăn cản bọn họ. La Bình trầm giọng nói, đây là biện pháp duy nhất, chính mình chỉ cần có thể cho La Ninh Nhi ngăn cản thời gian, như vậy không hẳn lại không thể một trận chiến, nghĩ muốn tất cả đều chạy trốn, hiện tại đã hầu như là không thể nào. Muốn đi, ha ha ha, nói chuyện viển vông, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có bản lãnh này, ngăn cản hai chúng ta sao? Tên béo cười hì hì, đối với La Bình xem thường. Không thử xem nhìn, làm sao biết không được chứ? La Bình tỉnh táo nói, hắn đã thấy chết không sờn, vì chính là cho La Ninh Nhi mở một đường máu. Không, sư huynh, ta không thể bỏ lại một mình ngươi. La Ninh Nhi không ngừng lắc đầu, trong ánh mắt, lệ quang lấp lóe. Không có thời gian, đi nhanh lên, nếu không thì, chúng ta đều phải chết. La Bình cắn răng nghiến lợi nói, hắn không đành lòng, cũng không đồng ý nhìn thấy La Ninh Nhi ở hai người kia trong tay bị làm bẩn, hắn tình nguyện đi chết, hai người này, hiển nhiên là mơ ước Ninh Nhi sắc đẹp. Mặc dù là chết, Ninh Nhi cũng phải với ngươi chết cùng một chỗ. La Ninh Nhi ôm thật chặt La Bình cánh tay vai, ánh mắt kiên định, cực kỳ chấp nhất. Ngươi làm sao lại không hiểu đây, ai? La Bình cười khổ một tiếng, thế nhưng hai cái đã là không có bất kỳ đường lui. Tốt một đôi số khổ uyên ương, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a. Nhưng con người của ta có một đặc điểm, liền thích bổng đả uyên ương, cạc cạc cạc.
Ông lão mặc áo đen lạnh giọng nói, ánh mắt che lấp. Ta La Bình hôm nay coi như là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm làm chịu tội thay. La Bình nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong mà lên, La Ninh Nhi cũng là không cam lòng yếu thế, nàng là sẽ không rời đi, đời đời kiếp kiếp, cũng phải cùng La Bình sư huynh cùng nhau. Bách chiến thân thể, bạo phát đi. La Bình trong mắt, chỉ có chiến ý, đây là hắn chiến tông thủ đoạn mạnh nhất, cũng là hắn vì là lần này cửu giới đại chiến mà chuẩn bị đòn sát thủ lợi hại, nhưng là bây giờ không thể không sớm sử dụng, có thể không cứu hắn một mạng, thì nhìn hai người này, đến cùng có thể không đánh đổ chính mình. La Bình tay cầm ngân thương, nhẫn nhịn trên cánh tay đau đớn kịch liệt, phòng ngự của hắn vốn là cực kỳ cường hãn, lại là ở bách chiến đệ nhất tông, rèn luyện quá thân thể, thân kinh bách chiến, luyện thành một thân đồng bì thiết cốt, hắn cường hãn nhất chính là cận chiến, hắn có lòng tin, có thể kháng trụ hai người thế tiến công, còn cứu có thể kiên trì bao lâu, vậy cũng không biết được. Hắc Mao Ưng, bách chiến đệ nhất tông, vẫn còn có chút bản lãnh, xem ra chúng ta cũng là không thể coi thường đối thủ a. Tên béo cười híp mắt nói. Biết, ta mấy ngàn năm trước, hãy cùng chiến tông từng có giao thủ, há có thể không biết. Lúc trước lão tử suýt chút nữa chết ở La Anh Hùng tên khốn kiếp kia trong tay. Hắc Mao Ưng cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên là đối với đó trước thua ở La Anh Hùng trong tay sự tình canh cánh trong lòng, bây giờ chộp được chiến tông người, hắn làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Vậy thì tốt, hai chúng ta một công một thủ, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Tên béo ung dung tự tin, phòng ngự của hắn là hoàn toàn không kém La Bình. Ba người thành hổ, nháy mắt chiến thành một đoàn, lấy một chọi hai, La Bình thực lực, hoàn toàn không đủ, hơn nữa còn là nháy mắt ngã vào hạ phong, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới. La Ninh Nhi vốn tưởng rằng sư huynh ít nhất có thể đủ kiên trì mấy hiệp, nhưng là La Bình chỉ có chống đỡ lực lượng, không có hoàn thủ công lao. Sư huynh, Ninh Nhi giúp ngươi một tay. La Ninh Nhi cũng không chậm trễ, cấp tốc ra tay, liên tiếp đối với hai người thi triển cường hãn thế tiến công, tương tự là một tay ngân thương, nhưng so với La Bình đến. Tựa hồ phải kém hơn một ít, thần vương cảnh sơ kỳ, không thể bảo là không mạnh, thế nhưng đối mặt Hắc Mao Ưng hai người, cũng có chút chốc khâm kiến chửu, mặc dù là La Ninh Nhi gia nhập chiến đoàn bên trong, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một phần Hắc Mao Ưng thế tiến công, hai người liên tục bại lui, bách chiến đệ nhất tông khổ luyện vô địch. Vẫn lấy làm kiêu ngạo ngạnh công, nhưng là ở trước mặt hai người, không hề chống đỡ lực lượng. Không thể không nói, La Bình cùng La Ninh Nhi đã là tận lực, nhưng là hai người bọn họ đối thủ. Thật sự là quá mạnh mẽ, thần vương cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là sống không biết bao nhiêu năm lão quái, bất kể là thực lực hay là kinh nghiệm, đều phải càng kém một bậc, lại thêm hai người bọn họ đối với chiến tông cũng là khá là hiểu rõ, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, lại là ở loại này chiếm cứ thời tiết địa lợi dưới tình huống, La Bình cùng La Ninh Nhi, đã là lâm vào sinh tử tuyệt địa. Đi mau, Ninh Nhi, ta liều mạng cũng muốn cản bọn họ lại. La Bình giận dữ hét. Thế nhưng đón lấy đối mặt Hắc Mao Ưng liên hoàn chảo kích, hắn nhưng là hoàn toàn không chống đỡ được, thương mù mịt vừa ra, chính là bị Hắc Mao Ưng nháy mắt đáng mở, thế tiến công như cửu thiên sấm sét, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là đạt tới hoàn mỹ, hào không có bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn, gắng đạt tới hoàn mỹ, công kích mạnh nhất, La Bình tuy rằng thi triển bách chiến thân thể, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, đối mặt hai người cuồng phong sậu vũ thế tiến công, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ta La Ninh Nhi, sinh là Bình ca người, chết là Bình ca quỷ, ta cả đời này, quyết không hối hận. La Ninh Nhi cắn phá môi đỏ, nụ cười bi thảm, thê mỹ vô song, La Bình tiếng gào như sấm, phá vỡ thương khung, trong lòng bùng nổ ra một luồng kinh thiên tức giận, mặc cho hắn như thế nào không cam lòng, nhưng là không thể ra sức, trơ mắt nhìn người chính mình yêu, bị bắt ở, hắn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ta La Bình thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. La Bình liều mạng xung phong, không sợ sinh tử, sức chiến đấu kinh người, nhưng là vẫn là khó địch nổi Hắc Mao Ưng cùng tên béo liên thủ. Tiểu tử, liều mạng, ngươi cũng vẫn là cái trùng, mà không phải một con rồng, ha ha ha. Hắc Mao Ưng đối với La Bình chế nhạo một phen, nụ cười càng là tràn đầy cuồng ngạo. Hai người liên tiếp công kích, rốt cục đối với La Bình tạo thành rất lớn trọng thương. Phốc, La Bình một ngụm tinh huyết phun ra, trong cơ thể thần nguyên lực lượng, gần như khô cạn, đèn cạn dầu. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, sợ là ngươi và ta phần thắng đều không có 5 phần 10. Tên béo thấp giọng nói, bất quá hai người liên thủ bất kể là kinh nghiệm thực lực hay là thời tiết địa lợi, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn là không có khả năng có bất kỳ lật bàn cơ hội. Hắc Mao Ưng gật gật đầu, nhưng việc đã đến nước này, La Bình đã là cung dương hết đà, lại không một tia chiến lực, La Ninh Nhi cũng là bị bọn họ bước lui, sắc mặt tái nhợt, lực có thua. Người không biết tự lượng sức mình,
Lão tử hôm nay liền cho ngươi mặt mũi trên vẩy bãi nước tiểu, cố gắng chiếu mình một cái, khà khà. Tên béo trong chớp mắt, nụ cười biến đổi, ánh mắt mị cùng nhau, nhìn chằm chằm La Bình. Sĩ có thể giết, không thể nhục. La Bình tay cầm ngân thương, cắn chặt hàm răng, liếc mắt nhìn La Ninh Nhi, hít một hơi thật sâu. Bình ca, không muốn à. La Ninh Nhi sắc mặt kịch biến, hoa dung thất sắc, ôm chặt lấy La Bình. Ha ha ha, có ý tứ, cười chết bảo bảo. Tên béo phình bụng cười to, trong mắt tất cả đều là chế nhạo cùng trào phúng. La Bình cười khổ một tiếng, coi như là chết, cũng quyết không cho phép hắn. Giết người bất quá đầu chìa xuống đất, thực sự là hai cái làm người căm ghét chí cực ra hỏa. Một tiếng thở dài tiếng vang lên, tên béo cùng hắc mau mắt ưng thần phát lạnh, trong giây lát xoay người nhìn tới, cả người áo xanh thanh niên, gánh vác trường kiếm, hai tay hoàn ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu tử, muốn chết phải không? Thiên đường có đường ngươi không đi, lại tình cờ gặp một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lão tử tối nay thức ăn xem ra sẽ không kém. Hai người đều là cười lạnh một tiếng, xem thường nhìn chăm chú lên trước mắt thanh sam thanh niên. Giang, Giang Trần, đúng là ngươi. La Bình khó tin nhìn chằm chằm Giang Trần, con ngươi co rút nhanh, trong lòng một lần nữa dấy lên một luồng nóng rực hỏa diễm. La Bình nhớ lại hồi lâu trước ở thần mộ bên trong Giang Trần sức một người hoành tảo thiên nhai tình cảnh đó, người đàn ông kia, hắn tuy rằng chưa từng có chút gặp nhau, thế nhưng là hắn mở ra một đạo đi về thần giới cửa lớn, nếu không thì, bọn họ sợ là đều đã trở thành thần màn trong cô hồn giã quỷ. Vì lẽ đó, La Bình vẫn luôn là nhớ Giang Trần đại ân, năm đó dựa vào chính mình tại bách chiến đệ nhất tông địa vị, Giang Trần lâm nguy thời khắc, hắn tình nguyện cùng tông môn trưởng lão đối lập, cũng muốn đi tới Lâm Hà giới cứu Giang Trần ở trong nước lửa, đó là hắn nhất định phải báo đáp đại ân. Một khắc đó, không biết có bao nhiêu thiếu niên, hăng hái, đối với Giang Trần kính phục như vậy, không biết có bao nhiêu nữ nhân, thuyết phục ở cái kia đạo vĩ đại ngạo nghễ bóng người, cái thế vô song. Sức một người chống chọi thần mộ trong vô tận tàn hồn, đây mới thật sự là phong hoa tuyệt đại. Bất quá thời khắc này, La Bình trước sau vẫn là mang theo một tia thấp thỏm chi tâm, bởi vì đó là lúc trước hoàn cảnh đặc định bên trong, Giang Trần mới có thể trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Chỉ bất quá bây giờ, thực lực của hắn thậm chí không bằng chính mình, nhìn dáng dấp cũng là vừa rồi đột phá thần vương cảnh mà thôi, dù sao lúc trước hắn tùy tùng trưởng lão tiến về phía trước Lâm Hà giới cứu giá Giang Trần, thực lực của hắn vẫn tương đối nhỏ yếu, bây giờ, mặc dù là tiến bộ thần tốc, đột phá thần vương cảnh, vậy thì như thế nào? Trước mắt hai người này, cũng đều là thần vương cảnh trung kỳ nhân vật khủng bố, hơn nữa còn là ở địa bàn của người ta, điểm này mới là khó dây dưa nhất. Năm đó ân cứu mạng, Giang Trần vĩnh cửu minh ở tâm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, gật đầu nhìn về phía La Bình, thần màn bên trong, hắn chẳng qua là làm chính mình chuyện nên làm, còn cứu bao nhiêu người, Giang Trần vẫn chưa tính toán qua, chỉ là thuận lợi chi làm mà thôi, thế nhưng tại chính mình lâm nguy thời khắc, nhưng nhận quá La Bình ân tình, Giang Trần xưa nay đều là tri ân tất báo, lần này trên đường đi gặp La Bình, Giang Trần càng là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắc Mao ưng cùng tên béo mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cái này Tiếu Khánh Nam nhất định chính là không có đem bọn họ để vào trong mắt. Cũng thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, làm người ước ao a. Chỉ tiếc cuộc sống an nhàn của ngươi, chấm dứt. Hắc Mao ưng tức giận nói. Chờ ta trước tiên giải quyết rồi này hai đầu xúc sinh lại nói. Giang Trần nói. Giang huynh, việc này không hề tầm thường, ngươi chỉ không phải hắn hai người đối thủ, vẫn là mau chóng rời đi thôi. Ta cái mạng này chính là ngươi cho, ta không muốn liên lụy ngươi. La Bình lắc lắc đầu, cắn răng nói. Không sao, hai đầu xúc sinh mà thôi, còn là một không an phận xúc sinh, nếu như không cố gắng gõ một cái, sợ không phải muốn phiên thiên. Ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, Hắc Mao ưng cùng tên béo đều là tràn đầy lửa giận, liếc mắt nhìn nhau, sát cơ lộ, thẳng đến Giang Trần mà đi. Bình ca, hắn là ai a? Hắn thật sự có thể cứu chúng ta sao? Thực lực của hắn nhiều lắm cũng là theo ta chênh lệch không bao nhiêu à. La Ninh Nhi thấp thỏm nhìn về phía La Bình, thấp giọng hỏi. Còn nhớ ta lần trước cùng tông môn trưởng lão cắt đứt, tiến về phía trước Lâm Hà giới sự tình sao? La Bình nói. Hả, chính là hắn sao? La Ninh Nhi kinh ngạc nói. Không sai, hắn từng tay cầm thiên lôi nắm trưởng càn khôn, làm chúng ta cái kia chút từ tiên giới bước vào thần giới thiên tài yêu nghiệt, sợ như sợ cọp. Kính như thần gió, khó nhìn theo hạng cóng, đã từng xa suốt sinh tử khó dò, kéo dài hơi tàn. Bất kể như thế nào, hắn ở trong lòng ta, mãi mãi cũng là một cái truyền kỳ, một cái làm ta cả đời kính ngưỡng truyền kỳ. La Bình nhìn Giang Trần, lẩm bẩm nói, những câu phế phủ.
La Ninh Nhi nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm La Bình, phải biết Bình ca nhưng là được khen là vạn năm đến thiên hoa giới cường hán nhất yêu nghiệt, hơn nữa còn là bị tông chủ bổ nhiệm, thu làm đệ tử, thiên phú tuyệt luân, công phu thâm hậu tạo hóa, nhưng là ở trong mắt hắn, nhìn về phía Giang Trần một khắc đó, La Ninh Nhi rõ ràng cảm giác được, chính là một loại phụng kính như thần rõ giống như tính phục cùng cảm khái, tự than thở phất như. Cái kia áo xanh nam tử, đến tột cùng, mạnh bao nhiêu? Có thể để một cái được khen là vạn năm yêu nghiệt thiên tài, cũng là như thế như vậy coi trọng. Thế nhưng, ta cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua hai người thế tiến công, bất quá nếu hắn có như vậy tự tin, hẳn là sẽ không quá kém đi. Năm đó hắn, thực lực cũng không toán rồng phượng trong đám người, nhưng có thể để vô số thiên tài yêu nghiệt tận khom lưng. La Bình vào giờ phút này, đối với Giang Trần tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, hắn thật sự có thể lực khắc hai người này sao? Người khác không làm được, thế nhưng Giang Trần, có lẽ vẫn là có khả năng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi loại này não tàn ra hỏa, ta ăn ngươi phía sau, có thể hay không cũng thay đổi thành não tàn đây. Tên béo đối với Giang Trần khịt mũi con thường, khinh thường nói. Não tàn không não tàn ta ngược lại thật ra không biết, nhưng ngươi này đầu lợn béo, phỏng trường ta là ăn không trôi. Giang Trần lắc lắc đầu nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ta nhìn ngươi là thật quá đề cao bản thân, ra tay đi, đây là ngươi nhân sinh một lần xuất thủ cuối cùng, lấy ra ngươi tất cả bản lĩnh. Lão tử ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì như vậy ngông cuồng tự đại. Ra ngoài không mang đầu óc ra hỏa, hừ hừ. Hắc Mao ưng hừ lạnh nói. Các ngươi còn chưa xứng để ta rút kiếm. Giang Trần thong dong nở nụ cười, nhẹ như mây gió, suýt chút nữa không có đem mèo mập cùng Hắc Mao ưng cho tức bể phổi, cái tên này đây là muốn túng thượng thiên sao. Lại điên cuồng người, bọn hắn cũng đều từng thấy, nhưng phải thì phải chưa từng thấy thực lực nhỏ yếu như vậy, còn như vậy cuồng vọng ra hỏa. Mặc dù là không chết ở trong tay bọn họ, hắn cũng tuyệt đối sống không lâu. Nhân gia nhìn không nổi chúng ta, ra tay đi, tên béo. Cái tên này ta một khẩu không ăn, toàn bộ thuộc về ngươi. Hắc Mao ưng rên rỉ thở dài nói, hiển nhiên là ở đối với Giang Trần chê cười. Được rồi, tiểu tử, lão tử trước hết bắt ngươi đánh bữa ăn ngon lại nói. Tên béo bay người lên, bóng người to lớn, trực tiếp đánh về phía Giang Trần. Giang Trần vẻ mặt như thường, tỉnh táo nhìn tên béo. Hai cái nháy mắt giao thủ, Giang Trần một quyền đánh ra, đánh vào tên béo trên người, tên béo hoàn toàn không thấy, nhưng là một giây sau làm hắn nghĩ muốn đánh ra thời điểm nhưng phát hiện, Giang Trần cú đấm này, đã là để hắn cả người run rẩy, một quyền lực phản chấn, để ngũ tạng lục phủ của hắn, đều là bị kịch liệt thương tích. Cái tên này có gì đó quái lạ, mau ra tay, Hắc Mao ưng. Tên béo gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi trắng bệch, nếu như không là sức phòng ngự của chính mình kinh người, đổi lại là người bình thường. Cú đấm này tiếp tục đánh, phòng trường chí ít cũng được sâu bị thương nặng. Hắc Mao ưng gặp tên béo ánh mắt âm lãnh, tựa hồ trở nên ngưng trọng, cũng không nhìn nữa làm trò, hai cái cấp tốc ra tay, không cho Giang Trần lưu lại bất kỳ đường phản kháng. Nhưng là Giang Trần sẽ sợ hãi bọn họ sao? Vừa rồi đột phá thần vương cảnh, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, cũng đủ để chống chọi thần vương cảnh trung kỳ, Giang Trần sao lại sợ hãi bọn họ? Một quyền đánh ra, lôi đình cuồn cuộn, núi gió gào thét. Giang Trần dường như cái thế chiến thần, lấy một chọi hai, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, tay không, từng cú đấm thấu thịt, để Hắc Mao ưng cùng tên béo, đều là vô cùng nghiêm nghị, ngược lại là thế công của bọn họ rơi vào Giang Trần trên người, giống như là cho Giang Trần cù lét như thế, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Thật là đáng sợ thân thể lực lượng. La Bình hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần lấy thần vương cảnh sơ kỳ, chính là có thể đạt đến so với hắn khủng bố vô số lần thân thể lực lượng. Một quyền đánh ra, càng là lực lớn vô cùng, cửu long người giống, sợ như sợ cọp. Mặc dù là tông chủ, cũng chưa chắc có loại này thân thể lực lượng đi. Nhưng là tông chủ đã có thần vương cảnh hậu kỳ tu vi. La Ninh Nhi càng là khiếp sợ bưng miệng nhỏ, hoàn toàn là nghĩa phụ vẻ mặt khó thể tin. Giang Trần, rốt cuộc là Giang Trần A. La Bình trong mắt lệ nóng doanh tròng, chỉ bằng vào chiêu thức ấy thân thể lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ hai đại thần vương cảnh trung kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Hắn là đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây? Mà hắn, lại có thể nào không kích động đây? La Bình không có so với bất luận người nào yếu, thực lực cường hắn cũng tin chắc dũng cảm con đường phía trước gian khổ, chỉ có Giang Trần, cái kia thân ảnh to lớn, hắn biết, đời này, sợ là đều không thể vượt qua. Bất quá La Bình cũng chưa nhụt chí, Giang Trần chính là hắn thần tượng trong lòng, mặc dù không thể vượt qua hắn tòa này cao cao không thể với tới ngọn núi, có thể đuổi theo bước chân của hắn, tương lai thành tựu, cũng nhất định không thể đo lường. Nhớ tới lúc trước hắn cùng không ít giới vực tông môn liên thủ tiến về phía trước Lâm Hà giới tình cảnh đó, khi đó Giang Trần, còn chỉ là một vẫn còn đang trưởng thành bên trong,
bước đi liên tục khó khăn, sinh tử tuyệt địa tình cảnh, nhưng là thời khắc này, rốt cuộc lại một lần để La Bình đối với Giang Trần tràn đầy vẻ kính sợ, phảng phất cái kia ở thần mộ bên trong quát tháo phong vân Giang Trần, lại đã trở về. Ba người đấu chiến, bóng người mê ly, thậm chí không thấy rõ đối phương, mặc dù là La Ninh Nhi cũng trợn tròn mắt, ba người này đánh nhau tay đôi, hoàn toàn không nhìn ra ai là ai, thế nhưng từng cú đấm thấu thịt, buồn rầu cổ họng tiếng, càng là không dứt bên tai. Giang Trần không có gì lo sợ, lấy một chọi hai, cũng là không chút lưu tình, lần thứ hai thôi thúc Thiên Long chiến giáp, để cho hai người hoàn toàn không có cách nào có bất kỳ thủ đoạn gì, có thể bước lui Giang Trần, ngược lại là Giang Trần càng chiến càng mạnh. Sắc bén thế tiến công. Mặc dù là hai người một cái lấy công kích am hiểu người, cũng ở phòng ngự bên dưới, bại bởi Giang Trần, một cái để phòng ngự am hiểu người, cũng đang công kích bên dưới, đối mặt Giang Trần, khổ không thể tả, khó có bất kỳ thành tựu. Tiên sư nó, cái tên này liền giống như hòn đá cứng rắn, quá biến thái đi. Hắc Mao Ưng dở khóc dở cười nói, mà hắn đã trúng Giang Trần ba quyền, cái kia ba quyền, chấn động nội tạng, cũng là chấn động niềm tin của hắn. Liều mạng, cái tên này, ta cũng không tin hắn thật có thể cùng hai chúng ta đấu đến cùng. Tên béo phẫn nộ quát một tiếng, trước tiên xuất kích, bởi vì bọn họ không thể chờ đợi thêm nữa, cùng Giang Trần hao tổn nữa, cái tên này giống như là không ngừng nghỉ, sức chiến đấu ngược lại là tầng tầng chồng chất, không có một chút nào yếu bớt, nếu như liều lĩnh bị Giang Trần hao tổn nữa, bọn họ chắc chắn phải chết. Ưng kích trường không, chào nước thương sơn. Hắc Mao Ưng đánh ra từng đạo kinh khủng vết cào, xé rách trường không, gió lạnh rít gào, bao phủ hướng về Giang Trần, che ngập bầu trời, bụi trần nổi lên bốn phía, uy thế rung động. Thương sơn ép đỉnh, vạn cân chấn động. Tên béo gào thét trong đó, đã hóa thành vạn trượng khổng lồ, ép đè xuống, che trời, nhức đầu mà nhìn, La Bình cũng là vì thay đổi sắc. Trò mèo. Giang Trần lắc lắc đầu, thương long năm bước, từng bước đăng thiên, một bước hai bước ba bước, bước thứ tư, cũng đã để tên béo chấn áp lực lượng, xuất hiện một tia ngưng trệ, bước thứ năm bước ra trong nháy mắt, đạp bầu trời mà lên, tên béo phảng phất bị ngày áp bức, khó có thể thở dốc, ngược lại là bị Giang Trần ngăn được, một cước đạp ở dưới chân, tên béo thân thể, chia năm xẻ bảy, hiến máu mơ hồ. Chân long đại thủ ấn. Giang Trần đưa tay nắm chặt, to lớn chân long đại thủ ấn, trực tiếp nghiền nát Hắc Mao Ưng bàn tay. Hắc Mao Ưng vạn phần hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, nghĩ muốn nhất phi trùng thiên, bỏ chạy mà đi, thế nhưng là thật chặt đem siết trong tay, hoàn toàn mất đi lực đối kháng. Tha mạng a, tiểu hữu tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Hắc Mao Ưng sắc mặt tái xanh, cả người xương cốt, toàn bộ bị Giang Trần bóp nát, chân long đại thủ ấn, mang theo kinh khủng long uy, để Hắc Mao Ưng cùng tên béo, đều là run rẩy, bị dọa đến nói không ra lời, long uy kinh sợ, đại thủ ấn khủng bố. Bọn họ đã là không hề tái chiến chi tâm, bị Giang Trần lấy thủ đoạn lôi đình, chấn áp thô bạo. Thật mạnh, thật sự thật mạnh. La Bình trong lòng lẩm bẩm nói, tuy rằng hắn cùng Giang Trần thực lực, đều là thần vương cảnh sơ kỳ, chính mình thậm chí còn hơn một chút, đạt tới sơ kỳ đỉnh cao, nhưng là ở Giang Trần trong tay, chỉ sợ cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại chứ. Hai cái thần vương cảnh trung kỳ, đã bị Giang Trần cho như vậy hời hợt cho bắt, thậm chí sợ đến tè ra quần. Hai đầu xúc sinh. Suýt nữa sát hại bằng hữu của ta, ngươi nói, ta lưu các ngươi làm gì? Giang Trần lạnh như băng ánh mắt, nhìn quét mà qua, Hắc Mao Ưng cùng tên béo tất cả đều là đột nhiên biến sắc, Giang Trần thậm chí không có cho hắn thêm nhóm nói chuyện lý do, một cước đạp đi, tên béo hoàn toàn bị nghiền ép đến chết, đại thủ ấn nắm chặt, Hắc Mao Ưng cũng là ở trong chốc lát, biến thành tro bụi. Hung hăng như Giang Trần, di thế mà độc lập. Đây là La Bình giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, quá mạnh mẽ, vượt cấp mà chiến. Là một kiện tương đương chật vật sự tình, có bao nhiêu khó khăn, không cần nói cũng biết, đặc biệt là ở loại này đối thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, có ở Giang Trần trong tay, tất cả yêu ma quỷ quái, đều là không thể bỏ chạy. La Ninh Nhi cũng là kinh ngạc nhìn Giang Trần, cái này nhìn như nhẹ như mây gió, người hiền lành thanh niên, trong nháy mắt, chém giết hai đại thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, không vui không buồn, loại này phong độ, đích thật là để người hít khói. Chẳng trách ở Bình Ca trong mắt, người này lại có thể chịu đến như vậy tôn sùng. La huynh, thực sự xin lỗi, Giang Trần đã tới chậm một bước. Nhìn La Bình thân bị trọng thương, Giang Trần lắc đầu nói. Lập tức lấy ra hai viên thuốc, cong ngón tay búng một cái, rơi vào rồi hai người trong tay. Ha ha ha, Giang huynh, sao lại nói lời ấy, như không phải ngươi đúng lúc đã tìm đến, sợ là ta liền bỏ mạng ở cùng này. La Bình đối với Giang Trần tràn ngập vẻ cảm kích, từ đây phía sau, hắn La Bình, lại là thiếu Giang Trần hai cái mạng. Duyên phận hai chữ, xem ra vẫn là rất khó mà nói à. Ha ha.
Giang Trần cười nói, có thể ở 100.000 này bên trong mênh mông bên trong ngọn núi lớn gặp phải bạn Cố Chi, thật sự là chuyện may mắn một cái. Đúng đấy, Giang huynh, ngươi đây là chỗ đi nơi nào? Chẳng lẽ, cũng là Kỳ Liên giới Linh Giác Thành sao? La Bình kinh ngạc nhìn Giang Trần, ăn đan dược, thân thể cảm giác khoan khoái, thực lực cũng là khôi phục một ít. Giang Trần gật gật đầu. Ngươi cũng vậy sao, vậy không bằng cùng mà đi, cũng coi như là có một bạn nhi. La Ninh Nhi nói, đối với cái này cái bị La Bình kính như thần linh thần tượng, nàng cũng mang trong lòng cảm niệm, hết sức hiếu kỳ. Đây là sư muội La Ninh Nhi. Giang Trần. Giang Trần hướng về phía La Ninh Nhi khẽ vuốt cằm. Vậy liền đồng hành mà đi đi. Giang Trần nói. Tốt, có Giang huynh ở, đoạn đường này, tuyệt đối thông suốt. Hết thảy đều phải dựa vào Giang huynh, ha ha. La Bình cười nói. Giang huynh, không biết ngươi có từng nghe nói, lần này cửu giới tranh, vì thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, có thể nói là cao thủ ra hết, cửu giới bên trong, không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ đều là tụ tập ở này, Linh Giác Thành, lần này đúng là quần anh tụ hợp a. La Bình một mặt ngưng trọng nói. Ta cũng là vì này đi trước, ta trước bởi vì việc vặt trì hoãn trở lại Linh Giác Thành thời gian, tính một chút tháng ngày, cần phải cũng sắp đến rồi. Giang Trần nói. Lấy thiên phú của ngươi, tiến nhập thông huyền thần phủ, cần phải là điều chắc chắn. Xem ra áp lực của ta, lớn hơn. Ha ha. Ngoài miệng tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng La Bình nhưng trong lòng thì cực kỳ căng thẳng. Lần này cửu giới tranh hùng, tất cả đệ tử thiên tài, tất cả đều hội tụ ở này. Có thể thấy được này thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, quan trọng đến cỡ nào. Số lượng hàng trăm kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đem tụ họp tụ Linh Giác Thành. Đến thời điểm, liền là thiên tài chân chính cuộc chiến. La Bình tuy rằng tự nhận là thực lực không tầm thường, nhưng cũng chưa chắc có niềm tin tuyệt đối, mỗi nhất giới đều có hơn 10 người. Cửu giới cường giả trẻ tuổi số lượng, phỏng chừng sẽ đạt tới 200-300, đến thời điểm, cũng không chỉ một mình ngươi thiên phú dị bẩm, thiên tài trong đó thường thường chính là một cái đấu chiến người điên. Đến thời điểm nói sau đi, dù sao, có thể tiến nhập thông huyền thần phủ người, sợ là cũng không sẽ quá nhiều. Thiên tài cố nhiên rất nhiều, có thể là thiên tài bên trên còn có càng biến thái tồn tại. Đến thời điểm ai là thiên tài, ai là loại nhút nhát, cũng là vừa xem hiểu ngay. Giang Trần cười nói, lần này cửu giới tranh hùng, ắt sẽ nhấc lên một hồi to lớn làn sóng, bao phủ toàn bộ Kỳ Liên giới. Nhóm ba người, ở Giang Trần dưới sự chỉ điểm, nhanh chóng đi ra mảnh này sương mù Tùng Lâm. Trên thực tế, mảnh này sương mù Tùng Lâm, chẳng qua là tên béo cùng hắc mao ưng phép che mắt mà thôi, liền chân chính mê trận cũng không tính, thế nhưng người không hiểu trận pháp, nhưng là hết sức dễ dàng bị nhốt vào trong đó. Giang Trần ba người cùng chạy tới Linh Giác Thành, mắt thấy được Đông Cổ Sơn mạch khu trung tâm vực, Giang Trần nhưng là phát hiện một mảnh màu đỏ núi lửa miệng bên dưới, có mấy bóng người, hạ xuống nơi đây, nghiêm trận lấy chờ, tựa hồ ở bảo vệ cái gì. Có mấy đạo thần vương cảnh khí tức, hẳn là nhân loại. Giang Trần hơi nhướng mày. Núi lửa này miệng, nhìn đích xác có chút quái lạ. La Bình cũng là gật đầu nói. La huynh, như không vội vã, không bằng xuống một thấy thế nào. Giang Trần nhìn về phía La Bình nói. Cũng tốt, nói không chắc có bảo bối gì. La Bình cười nói, ba người đều là thần vương cảnh, thật cũng không sợ nguy hiểm gì, hơn nữa hiện tại có Giang Trần ở, La Bình sức mạnh cũng là canh túc. Nóng rực núi lửa miệng, tản ra kinh khủng sóng khí, phun ra, làm cho tâm thần người ngột ngạt, núi lửa miệng phủ cận, khắp nơi đều là nóng bỏng tiêu đá. Bảy người thanh niên, ánh mắt một nháy mắt không nháy mắt, tụ tinh hội thần ngưng mắt nhìn núi lửa miệng hạ một cái bằng phẳng hang động. Liền ngay cả khí tức đều là thu liếm, không chút nào ở ngoài phóng. Các ngươi nói, cái tên này đến tột cùng lúc nào có thể đi ra? Cái kia ai biết, bất quá chúng ta đã ở đây giữ ba ngày, sẽ không phải cái tên này giấc ngủ mùa đông chứ? Không biết, hiện tại chính là thời kỳ núi lửa hoạt động, cái kia xích luyện thiên xà, tuyệt đối sẽ không ngủ đông, hơn nữa bây giờ thời gian lệnh cũng hoàn toàn không đúng. Vậy coi như khó nói, khà khà, hy vọng cái tên này không biết khó khăn như vậy quấn đi. Bảy người tất cả đều là cúi đầu nói, đối mặt cái kia bằng phẳng hang động, thậm chí không dám cao giọng ngữ, e sợ kinh động trong huyệt động xích luyện thiên xà. Dương thần vừa, ngươi không phải ngày vận rắn phủ người sao? Nói một chút coi, đến tột cùng nên làm gì, chúng ta mới có thể đem cái kia xích luyện thiên xà dẫn ra. Một cái bộ dáng thiếu niên nam tử thấp giọng nói, vênh mặt hất hàm sai khiến. Toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, ánh mắt hẹp dài, tràn đầy âm lãnh cảm giác. Xích luyện thiên xà chỉ có ở bên dưới núi lửa miệng hoạt động, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, ta cũng chưa từng thấy qua xích luyện thiên xà, ta làm sao biết. Bị gọi là Dương Thần vừa người trầm giọng nói,
Chau mày, tựa hồ đối với thiếu niên kia có chút bất mãn. Các ngươi không phải quanh năm cùng rắn giao thiệp sao? Làm sao liền xích luyện thiên xà cũng chưa từng thấy, ha ha. Thiếu niên bĩu môi nói, tựa hồ có hơi khá là xem thường. Vương Sách, đây chính là ngươi Vân gia gia giáo sao? Làm sao để ta cảm thấy được, một cái thằng nhóc còn không có lớn lên, không có nửa điểm giáo dưỡng đây. Hừ hừ. Dương Thần vừa cười lạnh nói. Ngươi nói ai không có giáo dục? Thiếu niên khẽ quát một tiếng, thế nhưng hắn vẫn tính là vẫn duy trì lý trí, vẫn chưa ở chỗ này lớn tiếng huyên náo, nếu không thì, ắt sẽ kinh động xích luyện thiên xà. Câm miệng, Vương Duẫn, đủ rồi. Vương Sách sắc mặt tiếc nuối, trầm giọng nói. Nhưng ca. Vương Duẫn không cam lòng nói, cuối cùng muốn nói, cũng bị Vương Sách đáng sợ ánh mắt cho chừng trở lại. Quên đi, đều là long cốt giới cùng đi ra, lẽ nào lại không thể có điểm hiểu ngầm sao? Bên cạnh, một cái quần áo màu xám thanh niên thở dài một tiếng. Liễu Vân Sinh, đừng ở cái kia giả trang cái gì sói đuôi to, ngươi cũng không phải là cái gì tốt, hừ. Vương Duẫn hướng về phía thanh niên áo xám khẽ quát, hiển nhiên là thuộc về cái kia loại vị tính khí, dính hòa liền. Ta trêu ai ghẹo ai, ha ha ha. Liễu Vân Sinh cười khổ một tiếng, nhún nhún vai. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, này xích luyện thiên xà sở dĩ vẫn chưa từng đi ra, khẳng định không đơn giản. Dương Thần Linh yên lặng nói, cùng Dương Thần vừa đều là ngày vận rắn phủ huynh đệ, bên người còn có một Dương Thần Nguyên, tam huynh đệ đều là ngày vận rắn phủ, cũng là long cốt giới khá là lợi hại nhân vật huyền thoại. Chỉ có một người thanh niên, nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, bất cứ lúc nào quan sát đến cái kia bằng phẳng hang động, e sợ cho có bất kỳ nguy cơ xuất hiện. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thần Linh cùng Dương Thần vừa, đồng thời nhìn về phía Dương Thần Nguyên. Yên lặng xem biến đổi. Xích luyện thiên xà cần hấp thụ núi lửa năng lượng, nếu không thì cũng không đưa hắn hang động thu xếp ở đây, nếu như có thể được chứng rắn, chính là đại tạo hóa, tuyệt đối không nên tiếp tục này xích luyện thiên xà. Mặc dù là thần vương cảnh sơ kỳ xích luyện thiên xà, nhưng cái tên này, được cho là cửu u thiên xà họ hàng gần, được cho nửa cái viễn cổ hung thú, tầm thường thần vương cảnh trung kỳ, đều khó mà làm sao nó. Dương Thần Nguyên một mặt nghiêm nghị, chứ nào cũng là châu ngọc, làm đại ca đại nhân vật, hắn. Tự nhiên rất nhiều người sẽ nghiêm túc nghe. Có người đến. Dương Thần Nguyên thần sắc hơi động, dương mắt nhìn lên, Giang Trần cùng La Bình ba người đã là phi thân mà tới. Người tới từ phương nào? Vương Duẫn hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Trần cùng La Bình đám người. Tại Hạ Thiên Hoa giới, La Bình, nhìn đến chỗ này khá là quỷ dị, vì lẽ đó đến đây tìm tòi hư thực. La Bình chắp tay nói. Ầm ầm ầm. Xích luyện thiên xà trong huyệt động. Một trận tiếng vang kịch liệt, toàn bộ núi lửa hang động bắt đầu động rung động lên. Đều tại các ngươi, kinh ngạc xích luyện thiên xà, ta không cần biết ngươi là cái gì thiên hoa giới hay là thiên bắc giới, bồi chúng ta xích luyện thiên xà. Vương Duẫn cắn răng nghiến lợi nói, một bộ thiếu niên đắc chí tư thái. Giang Trần cùng La Bình đều là chau mày, cái tên này sợ không phải vừa ăn cướp vừa la làng, nếu như không phải hắn một tiếng này bạo nổ uống, phỏng chừng không có khả năng kinh động đến xích luyện thiên xà. Rõ ràng là chính bản thân hắn phạm sai lầm, bây giờ lại đem bôi ở tử giữ đến rồi Giang Trần cùng La Bình trên người, thật sự là quá mức đáng ghét, đổi trắng thay đen, người như vậy, Giang Trần hận không thể giết chết mà yên tâm. Vương Duẫn, không được vô lễ, thiên hoa giới bách chiến đệ nhất tông, chúng ta một chuyến 7 người, tất cả đều là người long cốt giới. Lần này chuẩn bị chạy tới Linh Giác Thành, ta nghĩ ba vị chắc cũng là như thế chứ. Vương Sách trầm giọng nói, đúng là như thế, đều là người đi đường. Đúng là duyên phận, trước nhiều có đắc tội, vạn mong thông cảm. La Bình tự hạ thân phận nói, dù sao tình thế so với người kém, mà bọn họ xuất hiện cũng đích xác là để yêu thú kia cửa động trở nên bạo động. Vương Sách phất tay một cái, ra hiệu không sao, bọn hắn cũng đều rõ ràng là cái này Vương Duẫn một tiếng hét lớn, liền bọn họ đều là sợ hết hồn. Nếu là thiên hoa giới bằng hữu, vậy dễ tính, bất qua chúng ta chính đang đuổi bắt này xích luyện thiên xà. Không biết mấy vị có thể giúp chúng ta một chút sức lực không? Dương Thần Nguyên thấp giọng nói, dù sao cũng là ba cái thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ, nếu như gia nhập bọn họ, 10 người đối đầu một cái xích luyện thiên xà, như vậy liền là điều chắc chắn. La Bình nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần im lặng không lên tiếng. Chúng ta sốt ruột chạy đi, liền không quấy rầy, còn mong mấy vị bằng hữu bao dung. La Bình nói, Giang Trần cách làm là đúng. Bởi vì bọn họ căn bản không rõ ràng lai lịch của những người này mặc kệ thật hay giả, bọn họ đều không đáng mạo hiểm. Dọa chạy của chúng ta xích luyện thiên xà lại muốn bỏ đi hay sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?
Vương Duẫn tiếp tục nói, lần này ai cũng không có bao nhiêu nói, dù sao bọn họ nếu như không xuất hiện, tóm lại chắc là sẽ không có chuyện này phát sinh, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi, liền ngay cả Vương Duẫn ca ca Vương Sách cùng với Dương Thần Nguyên, cũng đều là thầm chấp nhận Vương Duẫn cách làm. Vậy ngươi muốn thế nào? La Bình nói. Giang Trần ánh mắt, nhưng là khẽ động, xích luyện thiên xà, nếu như có thể được thiên xà đảm, như vậy lần này cũng không toán tay không mà tới. Chúng ta lưu lại có thể, thế nhưng ta có một điều kiện. Giang Trần nói. Điều kiện gì, cứ nói đừng ngại. Dương Thần Nguyên đạo, ít lại có ba người này, hành động của bọn họ nhất định có thể thiên y vô phùng, nắm bắt 10 phần. Lùng bắt xích luyện thiên xà, ta muốn thiên xà đảm. Giang Trần lạnh nhạt nói. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, nghĩ muốn thiên xà đảm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lẽ nào ngươi đem chúng ta đều làm kẻ ngu sao? Xích luyện thiên xà trên người thứ trọng yếu nhất, chính là thiên xà đảm, có thể nói vạn năm bảo bối, bất kể là trực tiếp nuốt chửng hay là luyện chế đan dược, đó cũng đều là ngàn vàng khó cầu, ngươi cũng thật là sư tử mở lớn miệng a. Dương Thần vừa khinh thường nói, lạnh lùng nhìn Giang Trần một chút, thực lực như vậy, không nghĩ tới khẩu khí cũng không nhỏ. Tiểu tử, ngươi thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta Vương Duẫn còn chưa từng gặp phải người giống ngươi không có mắt như thế, hừ hừ. Không cần, ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu. La huynh, chúng ta đi thôi. Giang Trần khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, bọn họ cực lực mời, nhất định chính là không có đầy đủ nắm bắt, vậy mình tọa sơn quan hổ đấu chính là, bất quá này thiên xà đảm, hắn muốn định rồi. Được, La Bình nhất định là cùng Giang Trần đứng ở đồng nhất trong trận doanh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy. Vương Duẫn dương đao cưỡi ngựa, đứng ở Giang Trần trước mặt. Vậy ngươi lại muốn như thế nào? Giang Trần nói. Quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu ba cái vang đầu, chúng ta tạm tha ngươi, nếu không thì, nghĩ muốn ly khai, nói chuyện viển vông. Vương Duẫn vô cùng bá đạo, không có ai nói nhiều một câu, có thể thấy bọn họ cũng là thầm chấp nhận Vương Duẫn cách làm. Cũng thật là một đám không giảng đạo lý giặc cướp a. Giang Trần cười lắc đầu. Đúng vào lúc này, trong chớp mắt, cái kia trước sau không nói một lời, nằm nhoài ở chỗ này quan sát đến núi lửa hang động thanh niên, thấp giọng nói. Xích luyện thiên xà muốn chạy, không ra tay nữa, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thanh niên trước tiên chạy trồm mà đi, thẳng đến núi lửa hang động mà đi. Giang Trần liếc mắt mà nhìn, giữa hai lông mày, hơi ngưng lại, không nghĩ tới lại còn là cái người quen thuộc, chỉ là hắn vẫn chưa thấy rõ người kia dung mạo, cũng không biết thân phận của đối phương. Việc này không nên chậm trễ, không ra tay nữa, chỉ sợ cũng chậm. Dương Thần Nguyên thấp giọng nói, mấy người còn lại, cũng là yên lặng cúi đầu, lúc này bọn họ cũng không có thời gian cùng Giang Trần đám người so đo, nhất định phải tiên phát chế nhân, nếu để này xích luyện thiên xà trốn thoát, bọn họ mấy ngày qua ngồi thủ, liền triệt để sắp thành lại hỏng. Hôm nay trước hết đi vòng các ngươi, quay đầu lại đang cùng ngươi nhóm tính sổ, nhớ kỹ, lão tử đến từ Long Cốt Giới, tên của ta gọi Vương Duẫn. Vương Duẫn khinh thường nhìn Giang Trần ba người một chút, xoay người nhanh chóng đi theo Dương Thần Nguyên đám người. Chúng ta thật sự không giúp đỡ sao? Tọa sơn quan hổ đấu. La Bình nhìn Giang Trần, nghi ngờ nói. Không phải tọa sơn quan hổ đấu, là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Trần cười ha hả nói. Thiên xà đảm, ta nhất định muốn lấy được. Được, vậy chúng ta liền chờ ở đây, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Khà khà. La Bình cũng là cười lạnh nói, cái này Vương Duẫn thật sự là quá cuồng vọng, đáng hận nhất là, cái tên này thật đem mình làm thiên vương lão tử. Như vậy bá đạo, như không là bọn hắn người đông thế mạnh, hắn đã sớm ra tay rồi, La Bình cũng không phải kẻ tầm thường, thế nhưng dù sao Giang Trần đều không nói gì, hắn cũng theo Giang Trần chân bước chính là. Sư huynh, ngươi trường nào thì trở nên hư hỏng như vậy? La Ninh Nhi khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi nói, hai người này, đã bắt đầu tính toán người ta. Cái này gọi là nam nhi bản sắc, làm sao có thể là xấu đây, khái khái. La Bình nghiêm mặt nói, bảy người nháy mắt ra tay. Ép thẳng tới núi lửa hang động cửa, một cái cả người nóng rực, màu lửa đỏ cự mãng, từ trong huyệt động, nhất phi trùng thiên, bảy người lùi về sau mà đi, bất quá nhưng là đem này xích luyện thiên xà đường đi, hoàn toàn phong tỏa. Cái tên này hẳn là muốn đẻ trứng, thực lực của nàng cũng không tính quá mạnh, thậm chí có chút suy yếu, chúng ta thừa thế xông lên, tuyệt đối có thể bắt được. Dương Thần Nguyên đứng ngạo nghễ trên hư không, trầm giọng nói, sáu người gật đầu, chăm miệng một lời, hét lớn mà lên. Bảy đại thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ, cấp tốc áp sát xích luyện thiên xà. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều là thần vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng là chân chính thiên vương cuộc chiến,
Những người này có thể đều không phải là kẻ tầm thường, có thể trở thành nhất giới trong thiên tài yêu nghiệt, thực lực đó tuyệt đối không chỉ ở đây. Có mấy người, càng là có thể chiến thần vương cảnh trung kỳ, cũng không trách được Vương Duẫn ít như vậy năm đắc chí, không coi ai ra gì, cũng hợp tình hợp lý, bởi vì từ đầu tới cuối, hắn đều là nhất là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tinh quang óng ánh, mắt cao hơn đầu, những người khác lại sao có thể vào được pháp nhãn của hắn đây. Yêu nghiệt, chính mình có thuộc về bọn họ tôn nghiêm, vì lẽ đó mặc dù là Giang Trần cùng La Bình đám người cũng là thiên tư ngút trời, ở trong mắt Vương Duẫn, hắn vẫn là vô địch, chí ít ngoại trừ đại ca ở ngoài, hầu như không ai có thể thuần phục hắn. Quả nhiên không hổ là bị trở thành thượng cổ hung thú cửu u thiên xà họ hàng gần, này xích luyện thiên xà, quả nhiên bất phàm, mặc dù là thân thể suy yếu, cũng có loại này uy thế. Dương Thần Linh thấp giọng nói, khuôn mặt vẻ kinh ngạc, đối mặt bảy người vây công, này xích luyện thiên xà là không hề yếu, thậm chí mang theo một luồng quyết tử chiến thô bạo, để người khó có thể tin, thần vương cảnh trung kỳ yêu thú, không giống dễ dàng, đối với thần vương cảnh bên trên yêu thú tới nói, huyết mạch quá là quan trọng, này xích luyện thiên xà, chẳng qua là thần vương cảnh trung kỳ mà thôi, cũng đã mơ hồ có thần vương cảnh hậu kỳ cái thế uy thế, để cho bọn họ bảy người đều là khó có thể đòi đến bất kỳ tiện nghi. Bất quá chỉ là một cái xúc sinh mà thôi, ta cũng không tin, dựa vào chúng ta nhiều người như vậy sức mạnh, còn không bắt được hắn đến. Vương Duẫn cười lạnh nói, đối với cái này xích luyện thiên xà, xem thường. Đúng như dự đoán, Vương Duẫn đám người liên thủ chế địch, thực lực của bọn họ, đều là dị thường cường hãn, mặc dù là này hung thú thiên phú dị bẩm, nhưng là bọn họ như thế nào kẻ tầm thường đây? Nhất giới trong cường giả đỉnh cao, tuyệt đỉnh thiên tài, không phải là chỉ có ngươi Vương Duẫn là thiên tư ngút trời, mấy người còn lại, tuy rằng cũng đều nhìn Vương Duẫn không vừa mắt, thế nhưng cũng đều là không nói thêm gì, người này rất có thể ảo diệu, chẳng lẽ không biết biết điều sao? Mặc dù là thiên tài, cũng có phai mờ mọi người, cũng không phải là mỗi một thiên tài đều có thể đi tới sau cùng, một lần này linh giác thành cuộc chiến, cửu giới tranh hùng, liền là thiên tài chân chính cuộc chiến, số lượng hàng trăm thiên tài yêu nghiệt, ngang dọc một trận chiến, tràng diện, nhất định là chấn nhiếp nhân tâm. Bảy người thế tiến công, đều là phát huy đến cực hạn, mà thời khắc này, cái kia xích luyện thiên xà, quả nhiên là đã dần dần mất đi hung hăng, bị bảy người liên thủ áp chế, rên rỉ không ngừng, bảy người chiêu thu nhận mệnh, mặc dù là lấy nàng kinh khủng như vậy sức phòng ngự, vẫn là khó có thể đối đầu này bảy đại cao thủ. Là hắn. Giang Trần hơi kinh ngạc, này một người trong đó, là đối với mình ban đầu từng có ân cứu mạng long cốt giới thiên tài, trả địch. Ai, Giang huynh nhận thức người kia sao? La Bình kinh ngạc nói. Lúc trước như ngươi, tiến nhập Lâm Hà giới, người cứu ta, liền có hắn một cái, tuy rằng ta cùng hắn giao tình không sâu, thế nhưng đối với ta có đại ân, lúc trước nếu không phải là các ngươi dốc hết sức tướng bảo vệ, ta sợ là cũng khó có hôm nay. Giang Trần cười nói. Lại là một cái nhận Giang huynh đại ân người, kỳ thực ngươi cũng không nợ chúng ta cái gì, nếu như không có ngươi, chúng ta làm sao có thể đủ tiến nhập thần giới đây? Ai cũng biết, có thể tiến nhập thần giới, cũng đã là đại tạo hóa, chúng ta chẳng qua là trả lại ngươi một chút xíu ân tình mà thôi. La Bình âm thanh ngưng trọng nói. Không giống nhau, ta Giang Trần ân oán rõ ràng, lần này, xem ra thật sự chính là không thể đuổi tận giết tuyệt. Giang Trần cười híp mắt nói. Bảy người hán đấu xích luyện thiên xà, hoàn toàn là nghiêng về một bên xu thế, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều là không nghĩ tới, xích luyện thiên xà đang đứng ở suy yếu thời kỳ, vì lẽ đó bọn họ bảy cái căn bản không có chịu đến quá lớn trở ngại, chính là đem xích luyện thiên xà áp chế hoàn toàn. Trăm trượng thân thể, vặn vẹo càn khôn, tuy nhiên lại trốn không thoát bảy người này nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ bảy cái cũng là không dám thất lễ, nếu muốn đánh giết này xích luyện thiên xà, nhất định phải đợi đến đưa nó hoàn toàn dây dưa đến chết mới được, nếu không thì, thần vương cảnh trung kỳ thể sống chết phản công, không ai có thể chịu nổi, mặc dù là bọn họ loại này tuyệt đỉnh thiên tài, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Thần vương cảnh trung kỳ hung thú, người căn bản không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu uy năng, có câu nói thật tốt, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, chính là cái đạo lý này, vì lẽ đó bảy người cùng xích luyện thiên xà vừa đánh vừa lui, nhưng không có gấp đánh chết. Dù sao, ai cũng không muốn ý làm cái này có thể sẽ bị thương nặng chim đầu đàn. Gào gừ. Xích luyện thiên xà bùng nổ ra một trận làm người sợ hãi kêu thảm thiết, rên rỉ thanh âm, càng là cực kỳ chói tai. Cái tên này thật giống muốn chạy trốn, đều cho ta đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Dương Thần Nguyên gầm nhẹ một tiếng, còn lại đám người cũng là không dám thất lễ, vây kín tư thế, đem xích luyện thiên xà áp chế hoàn toàn ở, tiến thối lưỡng nan. Vừa lúc đó, Giang Trần nhưng là hơi nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được một luồng không hề tầm thường khí tức, chính đang nhanh chóng áp sát ở đây, hơn nữa tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Đúng như dự đoán, không tới 10 hơi thở trong đó, một đầu trải rộng quanh thân hỏa diễm cự mãng, bay lên trời, lấy một loại sợ vì là thiên nhân tốc độ, xông về bảy người đều là biến sắc, không thể không cấp tốc lùi về sau mà đi, tránh né mũi nhọn, dù sao cái này đại xà thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn để người khó có thể tiếp thu. Không tốt là người này đồng bọn. Lại một cái xích luyện thiên xà sao. Ha ha ha, phát ra, xem ra chúng ta lần này xem như là thu hoạch khá rồi rào a. Vương Duẫn ánh mắt càng phát sáng sủa, thời khắc này bảy người cũng đều là trong lòng đúc định, nhất định phải đem này mặt khác một cái xích luyện thiên xà cũng bắt, này xích luyện thiên xà hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, so với vừa nãy này, chắc chắn mạnh hơn. Tất cả mọi người cẩn trọng một chút, cái tên này, không dễ dàng đối phó. Dương Thần Nguyên nói, Dương đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, hừ hừ, huynh đệ chúng ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Ha ha, lần này, chính là chúng ta Long Cốt giới rực rỡ hào quang thời gian, ta ngược lại muốn xem, Linh Giác Thành bên trong, lại có mấy người, có thể cùng chúng ta Long Cốt giới người chống đỡ được. Vương Duẫn cực kỳ bá đạo nói, không thể không nói, hắn đích xác có kiêu ngạo tư bản, nhưng phải thì phải quá ngông cuồng, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đừng nói ngươi là thần vương cảnh, mặc dù là thần tôn cảnh, thần hoàng cảnh, ở tại đỉnh đầu, không phải cùng dạng có đế cảnh cường giả chấn áp sao. Được rồi, không thể khinh địch, Duẫn Nhi, hai cái xích luyện thiên xà, không phải là dễ đối phó như vậy. Vương Sách thấp giọng nói, chừng Vương Duẫn một chút, vào lúc này Vương Duẫn nhưng là không sao cả nhún nhún vai, hoàn toàn không để ý, ngày khác sau nhưng là phải trở thành đế cảnh cường giả tồn tại, lại làm sao có khả năng sẽ bị hai cái xúc sinh bị dọa cho phát sợ đây. Vương Duẫn lạnh lùng nhìn mọi người tại đây, nhưng trong lòng có chút khinh thường, thiên phú của các ngươi, tuyệt đối không thể cùng ta đánh đồng với nhau. Ngày sau chờ ta bước lên đế cảnh, các ngươi tất cả mọi người được ở dưới tay ta, cúi đầu xưng thần. Lại một cái xích luyện thiên xà, xem ra tình cảnh của bọn họ, cũng không tính quá tốt. Giang Trần cười nói, Giang huynh, ngươi cảm thấy, bọn họ chưa chắc có thể đánh bại này hai cái xích luyện thiên xà sao? La Bình nhìn về phía Giang Trần. Này hai cái thiên xà, rõ ràng cho thấy một đôi, trong loại tình huống này, hai cái thần vương cảnh trung kỳ hung thú, làm sao có khả năng không liều mạng mệnh đây? Mà ngươi cảm thấy bảy cái thần vương cảnh sơ kỳ, mặc dù mỗi người bọn họ thân thủ bất phàm, nhưng là bọn hắn chịu liều mạng một lần sao? Ai không biết lưu tưởng tượng đây? Thời điểm như thế này, bọn họ ắt sẽ liên tục bại lui, chí ít, nếu muốn đánh giết này hai cái xích luyện thiên xà, hầu như là không có khả năng. Mặc dù, bọn họ đều thiên phú dị bẩm, thân hoài tuyệt kỹ. Giang Trần cười lạnh nói. Đây chính là nhân tâm, hai cái xích luyện thiên xà nhất định sẽ không để lại dư lực một trận chiến. Mà bọn họ tất nhiên sẽ giấu làm của riêng, cũng sẽ không triển khai ra tất cả thủ đoạn, mặc dù là thiên tài thì lại làm sao. Đặc biệt là cái kia Vương Duẫn hàng ngũ, sợ là cũng không từng trải qua mấy lần chân chính đẫm máu đại chiến, ở trong mắt Giang Trần, hắn chính là một cái không chính chắn thằng nhóc mà thôi, thiên tư chắc tuyệt người, chẳng lẽ còn thiếu sao? Có thể lại có bao nhiêu người, có thể vượt mọi chông gai, cuối cùng đi tới vương giả bên trên đây. La Bình trong lòng khẽ động, Giang Trần liếc mắt xem thấu cả rồi bọn họ kết cục. Chỉ ít không biết cách biệt quá nhiều, có thể nhìn như vậy thấu triệt, không thể không nói, như không phải trải qua vô số chiến đấu, Giang Trần vì sao lại có như vậy tuệ nhãn đây? Bất qua La Bình tin tưởng Giang Trần. Lại dám đánh lén thê tử của ta, các ngươi đều đáng chết. Khí thế cường thịnh xích luyện thiên xà trầm giọng nói. Nguyệt Xúc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hừ hừ, có thể bị chúng ta giết chết, cái kia là vinh hạnh của các ngươi. Vương Duẫn khinh thường nói. Thấp kém nhân loại tham lam. Hôm nay mặc dù là chết, ta cũng tuyệt đối với các ngươi chống chọi đến cùng. Xích luyện nam xà giống giận nói, miệng nói tiếng người, một đôi xà nhãn, nhìn chòng chọc vào tất cả mọi người, thu hết ở trong mắt. Khốn nạn, vì ta, ngươi không thể chết được, muốn chết, chúng ta cũng phải cùng chết. Xích luyện xà mẫu cắn răng nói, thân thể hư nhược, làm cho nàng thực lực giảm mạnh. Vô luận như thế nào, ngươi phải bảo vệ con của chúng ta, lúc cần thiết. Ta liều mạng ngăn cản bọn họ, ngươi liền nhân cơ hội chạy trốn. Xích luyện nam xà truyền âm cho xích luyện xà mẫu nói, hai cái xích luyện thiên xà ánh mắt tụ vào cái kia một chốc cái kia, tất cả đều là ôn nhu. Như thê tử ta thân ở đỉnh cao, hai người chúng ta hợp lực bên dưới, các ngươi này chút nhân loại đáng chết, tất cả đều phải chết, bất quá dù vậy, nếu muốn theo ta đấu, cũng phải nhìn các ngươi có không có chút bản lãnh thật sự. Xích luyện nam xà trầm giọng nói, thực sự là ồn ào, hai cái xúc sinh. Cũng dám ở bản vương trước mặt diếu võ dương oai, xem ra các ngươi còn thật sự coi chính mình cao cao tại thượng, hừ hừ. Vương Duẫn dẫn đầu xuất thủ,
Còn lại 6 người, cũng là không cam lòng yếu thế, cấp tốc áp sát, hai cái xích luyện thiên xà, liếc mắt nhìn nhau, chiến ý vang dội. Không thể không nói, thân là long cốt giới thế hệ trẻ tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực của những người này, đều là cực kỳ mạnh mẽ, bất luận cái nào, đều có thần vương cảnh trung kỳ sức chiến đấu, hơn nữa chiến đấu cũng dị thường khốc liệt khủng bố. Xích luyện nam xà lấy một địch năm, bất quá mặc dù là nó mạnh hơn, dù sao cũng là yêu thú, đối với Vương Duẫn đám người không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, xích luyện nam xà, dần dần mất đi chủ động, bị áp chế hoàn toàn, năm người nhưng cũng khó có thể đánh giết xích luyện nam xà, giữa hai người, hai phe đều có thắng bại. Mà xích luyện xà mẫu, cũng là đối mặt Liễu Vân Sinh cùng Vương Sách, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, song phương lâm vào thế bí bên trong. Cao, thật sự là cao a. La Bình trong lòng đối với Giang Trần, cũng là càng phát khẳng định, bảy đại thần vương đích thật là thiên phú dị bẩm, nhưng là ai cũng không có lấy ra bản lĩnh sở trường, bất qua như vậy đánh đổi chính là bọn họ cũng đồng dạng sẽ phải chịu thương tích, thậm chí không nhẹ, không phải vạn bất đắc dĩ, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng khẩn yếu bước ngoặt, bọn họ đều là lấy chiến nuôi chiến, dù sao nhiều người sức mạnh đại. Thế nhưng, xích luyện thiên xà liền không có thành thật như vậy, lúc này xích luyện thiên xà đã tiến nhập trong cơn điên cuồng. Bởi vì những nhân loại này uy hiếp được là thê tử của hắn cùng với nàng trong ngực trứng rắn. Nhân loại có ái tình, yêu thú lại làm sao không có đây. Vì mình hài tử, xích luyện nam xà đã lấy ra hẳn phải chiếc trận chiến thế tiến công, dù cho đồng quy vu tận, nó cũng sẽ không tiếc. Xích luyện thiên hỏa, lửa cháy lan ra đồng cỏ ngàn dặm. Xích luyện nam xà gầm nhẹ một tiếng, trong miệng phun trào khỏi liên tiếp chân hỏa, thiên hỏa liệu nguyên tư thế, bao phủ trời cao, đem năm người toàn bộ vây nhốt ở ngày trong lửa. Xích luyện nam xà vặn vẹo trăm trượng thân thể, thôi thúc thiên hỏa thiêu đốt tư thế, càng là để cho bọn họ cảm thấy rất lớn áp bức lực lượng. Không có nghĩ tới tên này còn có vài thủ đoạn, chư vị, nên lộ ra điểm bản lĩnh thật sự. Dương Thần Nguyên trầm giọng nói, không người hai mặt nhìn nhau, cũng đều là rõ ràng trong lòng, lúc này nếu như còn tiếp tục giấu làm của riêng, ẩn giấu thực lực, như vậy rất có thể cũng sẽ bị xích luyện thiên xà áp chế, đến thời điểm sâu bị thương nặng, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Được. Còn lại đám người, miệng đồng thanh nói, từng đạo thần binh lợi khí, chém phá hư không, xích luyện nam xà cũng là hạ túc vốn gốc, đây là trong cơ thể nó bản nguyên thiên hỏa, chính là của hắn mệnh căn tử, trận chiến này, nếu như thất bại, như vậy hắn đem sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Năm người đều là tăng lên sức chiến đấu, bất quá thời khắc này, cùng xích luyện nam xà chiến đấu, vẫn là vô cùng gian khổ, ở sinh tử dưới tuyệt cảnh, này xích luyện yêu thú bộc phát ra khủng bố thế tiến công, đích thật là không có thể khiến người ta khinh thường. Nếu như một ít tầm thường thần vương cảnh sơ kỳ, xích luyện nam xà một người là có thể ngăn cản, nhưng là những người này, thật sự là quá hung mãnh, căn bản không như là thần vương cảnh sơ kỳ hẳn có sức chiến đấu. Vốn tưởng rằng nắm chắc, nhưng là lần này, xích luyện nam xà bị năm người liên thủ phản kích, cũng là càng ngày càng gian nan, từng bước lùi về sau, nhưng là hắn dựa vào lửa cháy lan ra đồng cỏ thiên hỏa, nhưng chưa từng dừng lại nửa phần. Ngươi không muốn sống nữa. Xích luyện xà mẫu mặt hét lớn một tiếng. Bởi vì xích luyện nam xà hiện tại chỉ dùng của mình bản nguyên thiên hỏa ở chiến đấu, một khi bản nguyên thiên hỏa hao hết, nó liền hoàn toàn xong. Vì hài tử với ngươi, ta chết thì thế nào? Ha ha ha, đi mau. Xích luyện nam xà điên cuồng gào thét. Không, ta không đi. Xích luyện xà mẫu thất thần, Liễu Vân Sinh cùng Vương Sách cấp tốc ra tay, trực tiếp bị thương nặng xích luyện xà mẫu, mà xích luyện nam xà càng là lửa giận ngút trời. Vợ con của ta... Lửa cháy lan ra đồng cỏ thiên hỏa, phun ra, vẩy khắp trong vòng ngàn dặm bên trong, bảy người toàn bộ bị thiên hỏa thiêu đốt, thương thế rất nặng, bất quá cũng không tính mạng chi lo lắng, thế nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ thiên hỏa thiêu đốt bên dưới, cũng là kinh khủng dị thường, bởi vì đây là xích luyện nam xà thiên hỏa bản nguyên. Ta muốn với các ngươi đồng quy vu tận, ai cản ta thì phải chết. Xích luyện nam xà bản nguyên thiên hỏa, khá là khủng bố, để bảy người đột nhiên biến sắc, cấp tốc lùi về sau mà đi, tất cả đều là chịu ảnh hưởng. Thiên hỏa tư thế, lửa cháy lan ra đồng cỏ bát phương, thậm chí ngay cả linh hồn đều là bị thiêu đốt. Cẩn thận, Giang huynh. La Bình trầm giọng nói. Ngũ hành ly hỏa trận. Giang Trần cong ngón tay búng một cái, trận pháp tự hiện, bảo vệ ba người, La Ninh Nhi cũng là khuôn mặt chấn động, cái này Giang Trần, cũng thật là lợi hại, hơi suy nghĩ trận pháp tự sinh, dễ như ăn cháo chính là đón đỡ này để bảy đại thiên tài yêu nghiệt sợ như sợ cọp lửa cháy lan ra đồng cỏ thiên hỏa. Bất quá lần này, xích luyện nam xà cũng đã định trước lại không sức mạnh lớn lao, đã không có thiên hỏa bản nguyên, nó cũng là mất đi sinh cơ, thiên hỏa bản nguyên chính là tính mạng của nó hướng. Tên đáng chết. Vương Duẫn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hắn
hắn cả người toàn bộ bị đốt sốt ruột không thể tả, hơn nữa liền ngay cả linh hồn cũng là bị này bản nguyên thiên hỏa đả thương, bảy người tất cả đều như vậy. Không! Xích luyện xà mẫu gào thét tiếng, xuyên qua núi rừng, đinh tai nhức óc, tan nát cõi lòng, khiến lòng người sinh cảm thán. Lúc này nó, cũng đã là thoi thóp. Nhưng là xích luyện nam xà, đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, thiên hỏa bản nguyên bạo phát, để nó vào thời khắc ấy phóng ra cả đời nhất hào quang óng ánh, cũng là vì người cha làm phu đỉnh thiên lập địa, nhưng là, cũng đồng dạng cướp đi tính mạng của nó. Cuối cùng là không có uổng phí khí lực, cái tên này đã chết. Khà khà. Liễu Vân Sinh cười nói, trong mắt của mọi người, đều là khá là hưng phấn, tuy rằng thương thế rất nặng, thế nhưng dù sao chiếm được bọn họ đồ mong muốn. Này xích luyện thiên xà, tương tự cả người là bảo. Nhưng quý giá nhất, vẫn là xích luyện thiên xà xà đảm. Đúng đấy, một lần gặp phải hai cái, đại tạo hóa a, ha ha ha. Dương Thần Linh cười nói, đối với ngày vận rắn phủ mà nói, này xích luyện thiên xà, cả người đều là trí bảo, hơn nữa toàn bộ đều có thể cần dùng đến. Vậy này xà đảm làm sao phân bố? Vương Duẫn cười híp mắt nói, hẹp dài trong con ngươi, mang theo vẻ lạnh lùng vẻ. Ta ngày vận rắn phủ, không muốn xà đảm, ngoại trừ xà đảm ở ngoài, còn dư lại thân rắn, thuộc về chúng ta hết thảy. Dương Thần Nguyên trầm giọng nói, đối với bọn hắn tới nói, thiên xà đảm mặc dù trọng yếu, thế nhưng nếu như muốn dùng ngần ra cụ xích luyện thiên xà thân thể đi đổi, vẫn là không hẳn có lợi, hơn nữa đổi thành là của người khác, cũng chưa chắc biết này xích luyện thiên xà tác dụng. Vương Sách cùng Liễu Vân Sinh liếc mắt nhìn nhau, này chút, hai người bọn họ đều có thể tiếp thu, dù sao mục đích của bọn họ ở thiên xà đàm, mà cái kia xích luyện thiên xà thân thể cho bọn họ, cũng là không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng này vẫn rắn phủ nhưng là coi như chân bảo, bọn họ cũng vui vẻ làm cái thuận nước dong thuyền. Được, Vương Sách cùng Liễu Vân Sinh miệng đồng thanh nói, thế nhưng vào giờ phút này, Giang Trần đưa tay chộp một cái, chính là đem xích luyện nam xà thân thể nắm ở trong tay. Khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì? Vương Duẫn giận dữ hét, nhắm thẳng vào Giang Trần. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, này cũng không hiểu sao. Giang Trần cười híp mắt nói. Là ngươi, Giang Trần. Phó địch khó tin nhìn Giang Trần. Phó huynh, đã lâu không gặp, ngày đó ân tình, Giang Trần vĩnh cửu minh ở tâm. Giang Trần cười nói. Phó địch nguyên bản cũng là cực kỳ tức giận, thế nhưng nhìn thấy đối phương là Giang Trần, hắn khí cũng chính là tiêu mất, như La Bình. Hắn đối với Giang Trần là mang theo một tia lòng kính nể, hơn nữa Giang Trần ân tình, là bọn hắn khó có thể trả hết. Giang huynh, ngươi liền không nên chiết sát ta. Phó địch cười khổ nói. Ngươi biết bọn hắn. Liễu Vân Sinh nhìn về phía phó địch. Giang Trần, chính là cái kia quát tháo Lâm Hà Giới, đem Lâm Hà Giới quấy nhiễu long trời lỡ đất ra hỏa sao. Ha ha ha, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Dương Thần Linh cười lạnh nói. Đã sớm nghe nói Lâm Hà Giới trăm tông liên minh đều không làm gì được ngươi, cuối cùng còn bị ngươi tàn sát tông, nhìn dáng dấp, cũng bất quá như vậy thôi. Lại vẫn làm lên cướp đoạt người khác thành quả lao động câu làm, thực sự là ở không biết liêm sỉ. Dương Thần vừa khinh thường nói. Giang Trần danh tự này, đối với bọn họ mà nói, cũng không xa lạ gì, tuy rằng không phải thân ở nhất giới, thế nhưng Lâm Hà Giới xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ vẫn có nghe thấy. Một truyền 10, 10 truyền 100. Thậm chí Giang Trần bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn trở thành một giới chúa tể. Bất quá đối với bọn họ như vậy tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, đều chỉ là cười cho qua chuyện, Giang Trần thật sự thần kỳ như vậy sao? Chí ít, bọn họ không tin. Không sai, Giang huynh cùng ta có ân, nếu như không có Giang huynh, ta cũng là không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Phó địch một mặt ngưng trọng nói. Ngươi đã nói phó địch cùng ngươi có ân, vậy ngươi còn cướp đồ của chúng ta, là có ý gì? Vương Sách lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần. Ta cùng với phó địch có ân, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Giang Trần hỏi ngược lại, một khắc đó, tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, câu nói này, thật sự là quá mất mặt, liền La Bình đều cảm thấy Giang Trần thật sự là quá độc ác, dám như vậy trêu chọc này chút long cốt giới thiên tài yêu nghiệt, xem ra cũng chỉ có hắn dám làm như vậy. Ngươi tên khốn này, vong ân phụ nghĩa, dựa vào cái gì cướp chúng ta xích luyện thiên xà? Nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi cũng xứng sao? Vương Duẫn sắc mặt tái xanh nói. Nếu không, ngươi nói với hắn, phó địch. Dương Thần Nguyên nhìn về phó địch nhưng là lắc lắc đầu. Cũng không phải là ta cùng với Giang huynh có ân, mà là hắn có ân cùng ta. Phó địch, để còn lại 6 người, tất cả đều là sắc mặt âm trầm, mặc dù là Liễu Vân Sinh, cũng là cực kỳ không cam lòng, cái tên này cũng thật là trong hầm cầu tàng đá, vừa thối vừa cứng.
Mặc dù là ở Long Cốt dưới thời điểm cũng là như thế, tuy rằng đồng xuất nhất tông, thế nhưng Liễu Vân Sinh luôn luôn cùng Phó Định đều là không hợp, hắn cái này từ tiên giới lên cấp mà đến gia hỏa, bằng tu luyện cái gì một đường lao nhanh, liền đệ đệ của mình đều bị hắn cho nặn ra đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn. Giang huynh đệ, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ, mới bắt lại này xích luyện thiên xà, ngươi nên rất rõ ràng, ta biết các ngươi cũng đều là nhất giới trong nhân vật thiên tài, phòng chừng cũng phải cần cùng đi linh giác thành, như vậy làm như vậy sự tình, sợ phiền phức nên vì người chế nhạo chứ. Hơn nữa, cách làm của các ngươi, để cho ngươi ta, cũng rất khó có thể. Dương Thần Nguyên nói, bọn họ nhọc nhằn khổ sở đánh bại xích luyện thiên xà, Giang Trần nghĩ muốn nhặt lấy có sẵn, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mặc dù là thận trọng như núi hắn, cũng biến thành dị thường phẫn nộ. Ta Giang Trần làm việc, quang minh lỗi lạc, không cần người khác quơ tay múa chân. Ta được tức ta ý, này xích luyện thiên xà, ta nhất định muốn. Giang Trần lạnh nhạt nói. Giang Trần, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi nếu như không đem xích luyện thiên xà cho chúng ta, ngươi hôm nay đừng hòng rời đi nơi này. Vương Duẫn hừ lạnh nói. Thật sao, mấy người các ngươi cũng đã sâu bị thương nặng, xác định nhất định phải cùng chúng ta liều sao? Đầu tiên, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này. Giang Trần cười ha hả nói. Ngươi! Vương Duẫn bỗng nhiên nghẹn lời, Giang Trần thực lực có lẽ hắn cũng không úy kỵ, có thể là đối phương ba cái thần vương cảnh sơ kỳ, tất cả đều là thân ở trạng thái đỉnh cao, bọn họ bảy cái tản binh bại tướng, làm sao theo người ta đấu? Huống chi cái kia Phó Địch cũng chưa chắc sẽ xuất thủ giúp bọn họ. Cân nhắc hơn thiệt bên dưới, ai cũng biết, Giang Trần chính là ở cướp, để Trần O khỏa thân. Giang huynh đệ, khó đào chân muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Cổ nhân có nói, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Vương Sách trầm giọng nói. Ngày sau thấy các ngươi thì lại làm sao? Làm ta Giang Trần sợ các ngươi hay sao? Ha ha ha. Giang Trần lắc đầu cười khẽ. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì cái tên này quá không biết xấu hổ. Chính là nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chính là muốn cướp đồ vật của ngươi, chính là không nể mặt các ngươi, vậy lại như thế nào? Không phục thì làm, hiển nhiên, đây là Dương Thần Nguyên Vương Sách bọn người không muốn ý tiếp nhận kết quả. Được, hôm nay này người câm thiệt thòi, chúng ta ăn, ngày sau Linh Giác Thành gặp lại thời gian, chúng ta không chết không thôi. Vương Sách chữ nào cũng là châu ngọc, cắn răng nhìn Giang Trần. Dương Thần Nguyên cũng là thở dài một tiếng, thế nhưng lửa giận vẫn là vô cùng đại, bất quá, may mà bọn họ còn sót lại một cái xích luyện thiên xà. Ngay khi mấy người chuẩn bị đối với cái kia xích luyện xà mẫu hạ thủ, Giang Trần nhưng là lại lần nữa đem xích luyện xà mẫu hộ tống ở phía sau. Lẽ nào ngươi nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Thần Nguyên lửa giận rốt cục hoàn toàn thiêu đốt mà lên, cái tên này không kín được voi đòi tiên, hơn nữa còn từng bước ép sát, đây là muốn đem bọn họ bức tử tiết tấu a. Chúng ta một đám người nhọc nhằn khổ sở, chẳng lẽ muốn vì ngươi làm giá y sao? Này xích luyện thiên xà, đã có hài tử, không thể giết. Giang Trần nói. Giang Trần, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi. Nếu thật là quyết một trận tử chiến, các ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Vương Duẫn tức không nhịn nổi, sắc mặt tái xanh nói. Vậy thì như thế nào? Ta Giang Trần từ không ý kỵ bất luận người nào, nghĩ muốn xích luyện thiên xà. Trước hết qua cửa ải của ta lại nói. Giang Trần vẻ mặt lạnh quân. Giang Trần, ngươi không nên sai lầm, ngươi cho rằng bằng ngươi sức lực của một người, ngươi có thể đủ đắc tội chúng ta toàn bộ Long Cốt giới sao? Liễu Vân Sinh cũng là sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, bọn họ sâu bị trọng thương, chỉ vì này xích luyện thiên xà, bây giờ chỉ lát nữa là phải tới tay, lại bị Giang Trần hoành thò một chân vào, đổi lại là ai, ai không phẫn nộ. Phó Địch vào giờ phút này, cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hắn không thể giúp bất luận người nào, càng không thể đối địch với Giang Trần. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Giang Trần, ngươi thật sự không phải muốn làm như thế không thể sao? Ngươi cần phải biết rằng, hôm nay ngươi hành động, chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Sách trầm giọng nói, hắn liền là muốn Giang Trần minh bạch trong đó quan hệ lợi hại, mặc dù bây giờ bọn họ tình thế so với người kém, nhưng là chỉ muốn rời khỏi nơi này, đến rồi Linh Giác Thành, Giang Trần lấy cái gì với bọn hắn đấu? Nhưng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, tựa hồ hoàn toàn không nhìn lại tất cả. Muốn chiến, liền chiến. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến, nếu không phải là có Phó Địch ở đây, vào giờ phút này, hắn tuyệt đối một chút mặt mũi cũng sẽ không cho những thứ này người lưu. Mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc, Giang Trần lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, bọn họ đều đã đến bùng nổ điểm giới hạn, nhưng là thật nếu như liều đánh một trận tử chiến. Bọn họ thế tất liền sẽ làm lỡ một lần này cửu giới tranh hùng cuộc chiến,
hơn nữa thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, cứ như vậy, đúng là quá không có lợi lắm. Nhưng là mỗi người đều là nuốt không trôi khẩu khí này, Giang Trần coi như là cưỡi ở đỉnh đầu bọn họ ỉa phân, cái này mối thù đã hoàn toàn kết. Được, được, được. Dương Thần Nguyên nói liên tục ba chữ, hảo, sắc mặt âm trầm như nước. Hôm nay, coi như chúng ta vấp ngã, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, Giang Trần đúng không? Hãy đợi đấy. Bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Giang Trần khẽ mỉm cười, Dương Thần Nguyên lạnh rên một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người rời đi, Giang Trần với bọn hắn ăn thua đủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây là người nào cũng không ngờ tới, bọn họ có lá gan lớn như vậy, chờ đến Linh Giác Thành, bọn họ là nhất định phải đòi về cái công đạo này. Muốn đánh muốn giết, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Xích Luyện Xà Mẫu trầm giọng nói, thậm chí đã là đối với sinh tử coi nhẹ, nếu không phải là không đành lòng bên trong trứng rắn, nàng đã đi theo phu quân đi. Ta chỉ lấy ngươi phu quân trong cơ thể xà đảm, thi thể ta không muốn, ta cũng không giết ngươi. Vạn vật đều có tình, phu quân của ngươi, là cái hảo phu quân, cũng là người cha tốt, ta Giang Trần, không giết người có tình có nghĩa. Giang Trần nhìn Xích Luyện Xà Mẫu, một mặt nghiêm túc nói. Ngươi thật không giết ta. Xích Luyện Xà Mẫu khó tin nhìn Giang Trần, liền La Bình đều là rung động, chỉ có La Ninh Nhi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, lộ ra một vẻ nhu hòa cùng vẻ khâm phục, đây mới thật sự là nam nhân. Hai vợ chồng các ngươi liều mạng bảo vệ con của chính mình, để lòng ta sinh cảm niệm, ngươi nên cảm tạ phu quân của ngươi, cảm tạ hài tử trong bụng, là mẫu thân, ngươi là vĩ đại. Giang Trần nói, đa tạ ân công. Xích Luyện Xà Mẫu quay về Giang Trần ba dập đầu, xoay người rời đi, trong mắt tất cả đều là lòng cảm kích. Giang huynh, ngươi đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. La Bình nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng là càng phát sùng kính, một người cường hán, cũng không phải là ở chỗ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, nhân cách mị lực của hắn, tương tự để La Bình vì đó thuyết phục. Ta không phải thanh đăng của Phật, không có quét xác chỉ tổn thương run dế mệnh, yêu quý phi nga các chiếu đèn thiện niệm, nhưng ta biết, thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm. Ta nếu bất nhân, thiên địa không còn. Giang Trần lắc đầu cười nói. Được lắm thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm. Thụ giáo, thương thiên vô tình, người nếu như không có tình, giữa thiên địa này, cũng sẽ không có nhân khí. La Bình lầm bầm nói. Trời nếu có tình ngày cũng lão, này ngày, xưa nay đều là vô tình. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, một đám mây đen đột kích, sấm gió cuồn cuộn, một hồi bão tố, tức thời mà tới. Linh Giác Thành, thành chủ phủ. Một cái vóc người vĩ ngạn nam tử mặc áo tím, đứng ở thành chủ phủ bên trên, ngưng mắt nhìn hư không, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, ưu việt khí tức, khiến cho bát phương chìm nổi. Trong chớp mắt, trên hư không, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trên, sóng nước dập dờn, như gợn sóng, lập tức xuất hiện một cái sâu hắc động không thấy đáy. Hố đen bất động, vòng xoáy bất biến, hai bóng người, từ trong nước xoáy đi ra, khí định thần nhàn. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, ha ha ha. Nam tử mặc áo tím cười lớn nói, chính là Linh Giác Thành chi chủ, Kỳ Liên giới đứng đầu, cửu giới tôn chủ Tử Thanh Thiên. Nhiều năm không gặp, tử huynh phong thái như cũ a, mà cừu chỉ quấy dày. Nam tử mặc áo đen ôm quyền nói, vẻ mặt lạnh quân, mắt sáng như đuốc, khí thế hùng hồn, không gì sánh kịp, này liền là chân chân chính chính thần tôn cảnh cường giả, tương tự, cũng là cửu giới chí tôn, ma hà giới giới chủ ma cừu chỉ. Nói gì vậy, ma cừu huynh, vị này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Ta muốn chính là ma cừu huynh nghĩa nữ chứ. Tử Thanh Thiên cười nói. Không sai, huynh thành, còn không mau gặp Thanh Thiên tôn chủ. Ma cừu chỉ một mặt nghiêm túc nói. Yến huynh thành, gặp tôn chủ. Yến huynh thành bước ra một bước, nhẹ thi lễ, ôn nhu nói. Một thân hồng y, nhỏ và dài yêu kiều, rung động lòng người, giữa hai lông mày, khí khái anh hùng hừng hực, thực lực bất phàm, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là tràn đầy nhu tình mật ý cảm giác. Ha ha ha. Không hổ là ma cư huynh nghĩa nữ a, thiên tư thông minh, thực lực bất phàm, để người ước ao a. Quả thật là khuynh quốc khuynh thành, càng có tuyệt sắc phong thái, không biết muốn để bao nhiêu thiên tài tận khom lưng a. Tử Thanh Thiên gật đầu nói. Tôn chủ quá khiêm nhượng. Yến khuynh thành khẽ mỉm cười, bách mì bộc phát, tuy là Tử Thanh Thiên loại tu vi này đạt đến thần tôn cảnh giới cường giả, cũng là không nhịn được cảm thán, nữ tử này quả thật là nhân gian cực phẩm, trên trời khó tìm a. Tử huynh. Lần này thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, chỉ có 20, cửu giới làm một tổ, nói cách khác, tổng cộng cũng chỉ có 60 người, có thể tiến nhập Bắc Lương Thần Châu bốn đại thần vực,
So với năm ngoái, đúng là lại là ít đi không ít à. Ma Cưu chỉ từ tốn nói. Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, ngươi và ta nhưng là không có tư cách thay đổi tất cả những thứ này, ha ha ha. 27 giới vực, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy chục người có thể tiến nhập thần vực, vì ta Độc Long quận tăng thêm một ít hào quang. Bất quá cái kia nhưng đều là nói sau, bây giờ cửu giới thiên tài, đủ tụ tập ở đây, ta cũng là áp lực khá lớn à. Dù sao, này cửu giới tôn chủ, không phải là tốt như vậy làm. Tử Thanh Thiên khẽ cau mày, thở dài nói. Nói đúng đấy, vì lẽ đó lần này, ta lựa chọn lui khỏi vị trí hậu trường, ha ha, còn ma ha giới cửu giới tôn chủ vị trí, có trường sinh giới chủ giúp ta chỗ dựa, ta cũng vui vẻ thanh nhàn, cũng thuận tiện đến ngươi ở đây nhìn, nói không chừng có thể giúp ta đòi một con rể tốt đây. Ma Cưu chỉ cười nói, bất quá Tử Thanh Thiên nhưng là trong lòng cười gằn, không biết cái tên nhà ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Vậy rất tốt, ta đây kỳ liên giới tôn chủ vị trí, cũng thì không muốn quản sự, không vào giao cho Ma Cưu huynh làm sao. Ha ha ha, Tử Thanh cười to nói. Tử huynh nói nơi nào đến, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, thông huyền thần phủ tranh, ta cũng đã sớm vô tâm hỏi tới. Mặc dù là nghĩa nữ của ta, cũng là không có bất kỳ ưu chờ, không phải là phải được quá tranh cướp, mới có tư cách tiến vào thông huyền thần phủ. Ma Cưu chỉ lắc đầu nói. Đúng đấy, tiêu chuẩn khan hiếm, cửu giới bên trong mới chọn 20, thật sự là để người khiếp sợ a, thiên tài mãi mãi cũng là rất ít người quật khởi, kèm theo đại đa số thiên tài ngã xuống. Khuynh thành tuyệt thế phương hoa, nhất định có thể đoạt được trong đó tịch vị. Điểm này, không thể nghi ngờ. Tử Thanh Thiên nhìn về phía Yến Khuynh Thành, gật đầu nói. Ta nghe nói Tử huynh công tử, mới thật sự là rồng phượng trong đám người, thực lực đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, loại này tu vi, nhất định có thể tiến nhập toàn bộ cửu giới tranh hùng trước ba tiêu chuẩn a. Đứa ngốc ngu dốt, không đủ nhấc lên, không đủ nhấc lên nha. Lời tuy như vậy, thế nhưng Tử Thanh Thiên nhưng là cười tươi như hoa, lấy Tử Khê thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, không nói tiến nhập trước ba, năm vị trí đầu hẳn là không có vấn đề. Còn có 10 ngày thời gian, liền muốn mở ra, thiên tài tập hợp, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, không tới cuối cùng, cũng không ai dám tự mình đoán bừa a, mỗi một giới, đều là sẽ có vô số hắc mã hiện lên. Ma Cưu chỉ âm thanh nghiêm túc nói. Thần vương cảnh, lại nghĩ đột phá, đã là thiên nan vạn nan. Mặc dù là những người này, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng không đủ. Có thể trở thành tôn giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt luân đại nghị lực người, hơn nữa còn có đầy đủ thời gian đầy đủ ngộ tính, trăm vạn thần vương khó tìm một cái thần tôn, đặc biệt là chúng ta Độc Long quận loại này hoang vu vị trí a, thiên tài điêu linh, vạn năm khó có tôn giả sinh ra. Tử Thanh Thiên tràn đầy đồng cảm, yên lặng nói. Con đường tu hành, khó như lên trời a. Ma Cưu chỉ thở dài nói. Ma Cưu huynh, tạm thời trước tiên ở trong phủ thành chủ ở lại, đợi đến ngày sau lại tự. Tử Thanh Thiên nói, bởi vì lúc này giờ khắc này, trong đầu của hắn, xuất hiện một đạo truyền âm, là Tử Khê gửi tới linh hồn truyền âm, hắn chính ở ngoài cửa chờ đợi, hơn nữa còn là chuyện trọng đại. Tốt, ngày khác lại tự. Ha ha. Ma Cưu chỉ ánh mắt híp lại, nhìn xoay người rời đi Tử Thanh Thiên, thấp giọng nói. Có thể không được Đại Minh Vương xá lợi, phải xem ngươi rồi. Là... Yến Khuynh Thành thấp giọng nói, nàng đã chiếm được một viên Đại Minh Vương xá lợi, đối với thứ này trình độ trọng yếu, cũng là không cần nói cũng biết. Thành chủ phủ, trong sảnh, Tử Khê gió bụi mệt mỏi mà về, gương mặt vẻ nghiêm túc. Chuyện gì, như thế hoang mang. Tử Thanh Thiên lạnh nhạt nói, hắn vẫn chưa răn dạy Tử Khê, bởi vì hắn luôn luôn thận trọng, nếu như không là lớn vô cùng sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không sốt sắng như vậy. Giang Trần, không có chết. Tử Khê hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngươi có thể xác định sao? Tử Thanh Thiên hỏi. Có thể, hơn nữa trước đây không lâu, hắn còn lớn hơn náo Lâm Hà Giới, toàn bộ Lâm Hà Giới, đều là bị hắn quấy nhiễu long trời lở đất. Tử Khê tiếp tục nói. Được được được, được lắm hỗn thế ma vương, ha ha ha, có chút ý nghĩa, người này thực lực không tầm thường, không thể khinh thường a. Tuyệt đối là một thiên tài chân chính, liền ngươi đều cảm thấy không bằng, có thể tưởng tượng được, mà lúc trước thực lực của hắn, còn chưa đủ thần vương cảnh chứ. Tử Thanh Thiên cười cợt, sờ cằm một cái, lộ ra một vẻ đăm chiêu, tiểu tử này, tuyệt đối là Lâm Hà Giới thậm chí còn hắn quản lý cửu giới đáng sợ nhất thiên tài một trong, hắn không có chết, vậy đã nói rõ cái tên này mạng lớn, liền bôn lôi hải loại kia sinh tử tuyệt cảnh, đều có thể trốn ra được, bởi vậy có thể thấy được, cái tên này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ a. Đông Hoàng Tông, đúng là chiếm được một cái tốt môn sinh a. Tử Thanh Thiên yên lặng nói. Còn có một cái tin, không biết có đúng hay không xác thực,
thế nhưng Lâm Hà giới, nhưng là lưu truyền rộng rãi. Tử Khê nói, nói nghe một chút. Hắn từ Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp bên dưới, đi ra. Tử Khê từng chữ từng câu nói, khuôn mặt vẻ nghiêm túc, không biết đến tột cùng có nên tin hay không. Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp. Tử Thanh Thiên vẻ mặt càng phát nghiêm nghị, nếu như chuyện này là thật, như vậy Giang Trần, chỉ sợ cũng càng thêm không đơn giản, thậm chí Tử Thanh Thiên đủ để đem đặt tại cùng chính mình ngang nhau địa vị bên trên, đây chính là liền thần tôn cảnh thần hoàng cảnh, đều khó mà đặt chân địa phương, tan mất chín thiên long phượng. Nghe sai đồn bậy, ta là không thể nào tin, nhưng có một chút, cần phải giao hảo Giang Trần, cắt không thể cùng là địch. Tử Thanh Thiên nhìn Tử Khê, một mặt nghiêm túc vẻ. Tử Khê yên lặng gật đầu, hắn bản thân trải qua, Giang Trần ở Bôn Lôi Hải một trận chiến, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, cho nên đối với lời của phụ thân, hắn chính là ghi nhớ trong lòng. Mặc kệ Giang Trần tiến nhập Chu Sơn nóc nhà Lạc Phượng Hạp sự tình thật hay giả, chỉ ít hắn quét ngang Lâm Hà giới chuyện thật, là chân thật tồn tại. Bây giờ Giang Trần đã trưởng thành đến lệnh rất nhiều người nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ ít ở Lâm Hà giới, là như vậy, không người có thể đưa ra bên phải. Vốn cho là, Giang Trần chắc chắn phải chết, nhưng là cuối cùng lại còn là bị hắn từ Bôn Lôi Hải bên trong trốn thoát, không có ai biết hắn là như thế nào làm được, thế nhưng cái kia thép như sắt thép bóng lưng, nhưng là chân chân chính chính làm xong rồi, đây cũng là thực lực. Người này, ngày sau nhất định thành đại khí, ta tin tưởng thực lực của hắn, vạn năm khó tìm một cái thần tôn cảnh. Giang Trần nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, lan truyền ra, lần này tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, hắn cũng nhất định muốn lấy được. Tử Thanh Thiên từ trong thâm tâm nói, Thông Huyền Thần Phủ, ngươi nhất định không thể hạ xuống hạ phong, chúng ta thành chủ phủ, nhất định phải rút ra thứ nhất. Vâng, ta tuy rằng không có Giang Trần loại kia thực lực khủng bố, thế nhưng tầm thường thần vương cảnh, cũng là căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Tử Khê trầm giọng nói, thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, đó cũng không phải là đùa giỡn, Tử Khê là chân chính kỳ liên giới thế hệ trẻ đông đảo thiên tài tuyệt luân một trong cường giả, mặc dù là Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Thái Nhất, La Sát Môn Quỷ Cốc, còn có Thiên Huyền Môn Huyền Thần Cơ, đều chưa chắc có thể ép hắn một đầu, thế nhưng ba tên kia, đều là toàn bộ kỳ liên giới nhân vật khủng bố nhất, hơn 1000 năm chưa từng cùng nhau va chạm quá, vì chính là lần này Thông Huyền Thần Phủ tiêu chuẩn. Đến thời điểm ắt sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Không kêu không vội, mới có thể thành đại khí, được rồi, ngươi mà đi thôi, Thông Huyền Thần Phủ người, cũng mau tới. Tử Thanh Thiên nhắm mắt dưỡng thần, từ tốn nói. Linh Giác Thành, Bắc Thành Ổ Đan Phường. Ổ Đan Phường làm toàn bộ Linh Giác Thành lớn nhất đan phường, ở đây cũng coi là kỳ liên giới đan dược chỗ then chốt trung tâm, vô số cường giả, tụ tập ở này, Ổ Đan Phường càng là trở thành nóng bỏng tay tồn tại, nơi này đan dược, cũng là dị thường quý hiếm, đặc biệt là cái kia chút ngoại lai đệ tử thiên tài, mỗi người đều là ra tay hào phóng. Thậm chí rất nhiều người đều mộ danh mà đến, nghĩ muốn ở Ổ Đan Phường luyện ra một lò đan dược, rất nhiều phẩm cấp cao đan dược, đã tạo thành một khi khó cầu cục diện. Giang Trần cũng là tiến về phía trước Ổ Đan Phường, nghĩ muốn tìm kiếm một ít tuyệt phẩm dược liệu, hiện nay trong tay hắn đã có vạn năm huyết linh chi, người mặt ma tố, thiên xà đảm cùng với thay thế xích hà cổ đằng tâm vạn năm cổ đằng tâm, duy nhất thiếu hụt, chính là một chút linh tuyền, đoạt thiên tạo hóa đan chính là có thể luyện chế xong thành. Bây giờ Giang Trần đã đột phá thần vương cảnh, đoạt thiên tạo hóa đan, đối với tác dụng của hắn, cũng là mức độ lớn suy yếu, huống chi thân thể của hắn ở vạn vật mẫu khí cải tạo bên dưới, đoạt thiên tạo hóa đan đã có chút theo không kịp Giang Trần tu luyện bộ pháp, hiện tại mặc dù là nuốt chửng, cũng sẽ mất giá rất nhiều. Thế nhưng đoạt thiên tạo hóa đan đối với phụ thân Giang Trấn Hải mà nói, nhưng là có thêm ích lợi cực lớn, vì lẽ đó Giang Trần mới có thể như vậy nghiêm nghị, đặc biệt là ở phụ thân tiến nhập thần giới phía sau, vài lần biến thiên. Giang Trần biết rõ đánh thép vẫn cần bản thân cứng rắn, phụ thân thiên phú không tính là hàng đầu, vì lẽ đó nhất định phải để hắn đột phá thần vương cảnh, mới có thể ở thần giới được sống mãi. Phụ thân thực lực tăng lên phía sau, mới có năng lực bảo vệ Lâm Di, mặc dù là Giang Trấn Hải không nói, Giang Trần cũng có thể thấy, phụ thân đang cùng Lâm Di cùng nhau phía sau, liền ngay cả trong mắt ánh sáng, đều là biến đến mức dị thường có thần, làm nhi tử, Giang Trần có thể nào không hiểu đây. Người nam nhân nào không hy vọng có thể bảo vệ nữ nhân mình yêu thích đây? Đoạt thiên tạo hóa đan, đối với phụ thân mà nói, nhất định chính là chế tạo riêng, vì lẽ đó lúc này Giang Trần cũng là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một chút linh tuyển. Khi tiến vào Linh Giác Thành phía sau, La Bình cùng La Ninh Nhi chính là cùng hắn ra đi, dù sao hắn đoạn đường này mà đến, vẫn chưa phát hiện trong tông trưởng lão, đơn giản hai người khi tiến vào Linh Giác Thành phía sau chính là bị trưởng lão đưa tin, vì lẽ đó thứ một thời gian đuổi tới. Ổ đan trong phường, càng giống như là một cái to lớn chợ, chu vi trăm mét, tất cả đều là chào hàng đan dược địa phương,
có người, cũng có ổ đan phường bán trực tiếp. Nói chung ở đây cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa hoàn toàn không đối ngoại cởi mở. Ổ đan phường làm ăn cũng là như thế, phàm là bát phương khách tới, cũng có thể ở đây bán đan, chỉ có điều cần hướng về ổ đan phường giao nộp một ít thần nguyên thạch mà thôi. Lúc này, ổ đan trong phường biển người đông nghịt, mặc dù không phải lần này cửu giới tranh hùng, linh giác thành người cũng trước sau đều là cực kỳ, chỉ bất quá bây giờ xem ra, vô số thần vương cảnh cường giả, vào ở đạo linh giác thành phía sau, thần vương cảnh cường giả, đã là tùy ý có thể thấy được, khí chàng cường đại mặc dù không ngoài phóng, như cũ rất ít người có thể tới gần. Kỳ Liên giới lệ thuộc vào Độc Long quận bốn đại giới vực một trong, ở đây cũng là toàn bộ Kỳ Liên giới chỗ then chốt trung tâm, trong ngày thường thiên thần cảnh cường giả, đều là nhiều vô số kể, thần vương cảnh cường giả không nói tùy ý có thể thấy được, ngược lại cũng không thiếu. Dù sao đây chính là phòng nguyên mấy triệu dặm thành trì lớn nhất, không ai sánh bằng, lúc này Linh Giác Thành, càng là đã đạt đến trước nay chưa có phồn vinh. Giang Trần lần này chủ yếu là vì tranh cướp một chút linh tuyền, bất quá vận này cũng chỉ có thể thử vận may mà thôi. Dù sao chân chính thiên tài địa bảo, nhưng là không có như vậy dễ dàng liền lấy được, mặc dù muốn được, cũng được trả giá tương đối lớn đánh đổi. Giang Trần ở ổ đan phường đi rồi 3 ngày, cũng là không thể tìm được để hắn động tâm đan dược cùng với tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Dù sao chân chính thiên tài địa bảo, như không phải nguyên nhân đặc biệt hoặc là tình thế bức bách, ai sẽ lấy ra chào hàng đây. Bất quá Giang Trần vẫn là không hề từ bỏ, mấy ngày nay thời gian, lại là ở này ổ đan phường đi rồi 2 ngày, không thể không nói, Giang Trần vận khí thật là không tệ, thật sự bị hắn tìm được, chẳng qua là không phải một chút linh tuyền, hắn cũng không biết, một cái quần áo thông thường lão già, quyền rũ ở trong góc, một đầu tóc rối bù, trên mặt che kín nhăn nheo, nhắm mắt dưỡng thần. Ở trước mặt hắn, bày một con ít rượu chung, rất nhỏ, thế nhưng là có cực kỳ linh khí nồng nặc tràn ra, nếu không phải là có thần nguyên lực lượng bao gồm, e sợ chu vi trong vòng 10 dặm, đều sẽ bị này ít rượu chung trong linh khí tràn ngập. Giang Trần ánh mắt co rụt lại, vật này là gì hắn không biết, nhưng là đậm đà như vậy linh tuyển chi nước, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lão huynh, này linh tuyển, bán thế nào? Giang Trần hỏi. Không bán, chỉ đổi đan dược. Lão đầu vẫn chưa mở mắt ra, chỉ là thấp giọng nói, hắn cũng không lo lắng có người sẽ đoạt đi hắn linh tuyển chi nước, dù sao cứ như vậy một ít chung. Còn không đáng được làm mất đi một ít cường giả bộ mặt, huống chi nơi này chính là ổ đan phường, toàn bộ linh giác thành ba thế lực lớn một trong, cũng là đủ để cùng thành chủ phủ chống lại tồn tại, có người nói ổ đan phường có thể là có thêm hai vị nửa bước tôn giả chấn thủ, loại này thế lực, ai dám dễ dàng đắc tội. Giang Trần cười cợt, này lão đầu còn rất có tì tức giận. Đây là cái gì nước suối? Giang Trần hiếu kỳ nói. Long nhãn nước suối. Lão già thản nhiên nói. Lão huynh, này long nhãn nước suối. So với một chút linh tuyền, cách biệt bao nhiêu? Giang Trần dò hỏi. Một chút linh tuyền, lẽ nào ngươi không biết, cái này linh tuyền, chính là long nhãn nước suối sao? Lão già không nhịn được nói, híp híp mắt, nhìn Giang Trần một chút, dường như nhìn về phía nhà quê như thế. Giang Trần cũng không kiêng kỵ lão đầu tử ánh mắt co rút nhanh, một chút linh tuyền, rốt cục bị hắn tìm được, thực sự là trời giúp ta vậy, Giang Trần trong lòng rất là vui vẻ, chỉ cần có này long nhãn nước suối. Như vậy mình đoạt thiên tạo hóa đan, cũng là hoàn toàn có thể luyện chế. Này long nhãn nước suối, chính là lấy từ Đông Thắng Thần Châu long nhãn núi bên trên, có một khẩu lớn chừng bàn tay linh tuyền, mỗi trăm năm, mới có thể sản sinh một bầu linh tuyền chi nước, có người nói đó là Đông Hải Long Phủ một cái thần long chi nhãn biến thành, bất quá là hay không là truyền thuyết cũng không biết. Đây chỉ là hàng mẫu, rồng thực sự mất nước suối, còn có một bình, nếu như này một chung rượu linh tuyền, ngươi cũng sẽ không đổi không phải. Lão già là kỳ nói thêm vài câu, bởi vì hắn nhìn ra Giang Trần tựa hồ đối với này long nhãn nước suối cảm thấy rất hứng thú. Này linh tuyển chi nước, ta muốn. Giang Trần nói, ít nhất phải tiên phẩm sơ cấp trở lên đan dược, mới có tư cách đổi lấy ta đây long nhãn nước suối. Lão già từ tốn nói, một viên hóa thần duyên thọ đan, làm sao? Lão già lắc lắc đầu, tựa hồ không hề bị lay động. Đây là lão già ta trong đó ngồi thủ 100 năm, lấy mạng đổi lấy. Hai viên, đây là ta năng lượng cao nhất thừa nhận được. Giang Trần nói, hắn chỉ còn dư lại hai viên hóa thần duyên thọ đan, còn thanh linh đan còn có 3 viên, thế nhưng dùng này thanh linh đan đem đổi lấy long nhãn nước suối, trước sau vẫn còn có chút không có lợi lắm. Lão già trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Trên thực tế, một viên, hắn cũng dao động, dù sao từ hắn đi tới nơi này phía sau, sẽ không có người hỏi qua hắn này linh tuyển chi nước, hơn nữa một viên hóa thần duyên thọ đan, cũng đích xác đủ rồi. Một viên tiên phẩm đan dược, ít nhất cũng phải mấy chục cực phẩm thần nguyên thạch,
thậm chí hơn trăm, hóa thần duyên thọ đan, hắn vẫn nghe nói qua, ngay ở 2 năm trước, thì có chuyển ra ngàn thành sàn đấu giá có người bán ra quá hóa thần duyên thọ đan, giá cả không ít. Tốt, thành giao. Lão già trầm giọng nói, nhưng trong lòng thì hơi vui vẻ, bất qua thời khắc này, Giang Trần nhìn chúng bên cạnh hắn cái kia một khối không đáng chú ý tảng đá lớn đầu. Đây là... Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Tiểu huynh đệ, ánh mắt của ngươi cũng thật là độc ác a. Đây là ta từ quỷ vực 13 hạp chi ở bên trong lấy được, lần đó, nhưng là có thể nói cửu tử nhất sinh a. Quỷ vực 13 hạp, chính là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đáng sợ nhất địa vực một trong, hơn nữa nơi đó trải rộng yêu ma quỷ quái, có thể nói địa ngục. Lão già một phen nhuộm đẫm, thao thao bất tuyệt. Ta chỉ muốn biết, đây là cái gì? Giang Trần hơi nhướng mày, cái tên này, chẳng lẽ còn phải cho chính mình nói vừa ra lão già trải qua nguy hiểm nhớ hay sao? Quỷ ô chấn kim, chính là luyện chế thần binh tuyệt hảo vật liệu, tương đương chi cứng rắn, mặc dù là thần vương cảnh cường giả, cũng là phá không mở này quỷ ô chấn kim, nếu không có lão già ta có tuyệt hảo thủ đoạn, kiên quyết không thể từ quỷ vực 13 hạp bên trong mang về loại này bảo bối. Lúc trước, ta nhưng là đánh lùi thập phương quỷ mẫu, độc chiến 13 hạp, cái kia đánh gọi một cái đất trời tối tăm, phong vân biến sắc, cuối cùng đánh bại bát phương đến địch, mới xem như là từ nhà miệng long huyệt bên trong, chiếm được này quỷ ô chấn kim, mặc dù là luyện chế nguyên thần khí, đều là tuyệt hảo đồ vật. Lão già vẫn như cũ đầy miệng nước bọt tinh tử, kiên trì nói xong, cứ việc lúc này Giang Trần chán đã là một vệt đen. Một cái thượng phẩm thiên thần khí, theo ngươi có đổi hay không? Giang Trần nói, vốn tưởng rằng cái tên này là cái giả vợ cao thâm người, không nghĩ tới lại là một gà mẹ, bộp 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 kêu không dứt. Quên đi, cố hết sức, coi như là đưa cho ngươi, ai kêu chúng ta hữu duyên đây. Này long nhãn nước suối như cũ đều bán cho ngươi, này quỷ ô chấn kim, coi như là tha cho ngươi. Lão già giả vờ mua thịt, khó khăn nói, trên thực tế trong lòng đã hồi hộp. Này phá tảng đá, tuy rằng quý giá, thế nhưng ở trong tay hắn, nhưng là dám dùng không có, quan trọng nhất là, mặc dù là có mấy người nghĩ muốn luyện chế thần khí, cũng thì không cách nào hòa tan, tuy rằng lão già ngoài miệng nói dễ dàng, thế nhưng luyện chế nguyên thần khí, cái kia đến bao lớn bản lĩnh. Coi như này Bắc Lương Thần Châu, sợ cũng tìm không ra 5-3 cái chứ. Mặc dù là tìm được, nhân gia cao cao tại thượng, chịu vì ngươi một cái thần vương cảnh luyện chế nguyên thần khí. Có thể luyện chế nguyên thần khí, cái kia nhất định phải là thần tôn cảnh cường giả, nói trắng ra là ngươi ở trong mắt người ta lông đều không phải là, vì lẽ đó này quỷ ô chấn kim, thật sự là một vô bổ giống như tồn tại, có thể đổi lấy một cái thượng phẩm thiên thần khí, thật sự là hái hoa không tính quá. Trong lúc lão già chuẩn bị đem này quỷ ô chấn kim cùng long nhãn nước suối giao cho Giang Trần, một tiếng thanh âm nhàn nhạt xuất hiện ở Giang Trần cùng lão đầu tử bên tai. Này linh tuyển chi nước, còn có cái kia quỷ ô chấn kim, ta đồng ý ra gấp đôi giá tiền. Lão già vừa nghe, bỗng nhiên thời gian lỗ tai dựng lên, bất quá nhưng là cười khổ một tiếng, dù sao thời khắc này, hắn đã đem đồ vật cần cho Giang Trần, làm người làm việc, không thể như thế không nói đạo nghĩa, hơn nữa hắn cũng không phải là cái gian trá tiểu nhân. Này! Lão già nhìn về phía Giang Trần. Ta tất sẽ có thâm tạ. Thanh niên áo bào đen nhàn nhạt liếc Giang Trần một chút nói, ngạo khí lẫm liệt. Nếu như, ta nói ta không muốn. Giang Trần cũng là phong khinh vân đạm nói. Thanh niên áo bào đen ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhìn về phía Giang Trần. Ta thích người cứng rắn đầu khớp xương, bởi vì thường thường ở trong tay ta, đều sẽ biến mềm. Thanh niên áo bào đen khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Giang Trần xem thường. Đúng dịp, ta vừa vặn thích mềm không thích cứng, người như dễ bàn tốt thương. Ta có lẽ có thể đem đồ vật đưa cho ngươi, nhìn dáng dấp ngươi cũng không có ý định dễ dàng, ta hà tất nể mặt ngươi. Chỉ là không biết, xương cốt nào của ngươi càng cứng hơn. Giang Trần lạnh lùng nhìn thanh niên áo bào đen một chút, ý lạnh tràn ngập. Chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, dám theo ta nói chuyện như vậy. Hừ, thanh niên áo bào đen hừ lạnh nói. Ha ha ha, tiểu tử, có cốt khí, ta thích, không nghĩ tới la sát môn người, như vậy vô liêm sỉ. Quỷ cốc. Ngươi còn thật là khiến người ta càng ngày càng coi thường, sách sách sách. Bất quá ta cũng muốn này linh tuyển chi nước, thực sự là quá không đúng dịp. Một cái ở Trần Đại Hán, chậm rãi đi tới, hoàn ngực mà đứng, khí chàng cực kỳ mạnh mẽ, thô cuồng khuôn mặt, thô bạo vạn phần, không ít người đều là kính sợ tránh xa, không dám tới gần. Xem ra, mắt không mở người, không phải hắn một người. Quỷ cốc lạnh lùng nói. Lúc này, không ít người cũng đều là tụ tập lại đây. Ba đại thần vương cảnh cường giả, tại ở đây rằng co lên. Giang Trần cũng là khóe miệng lạnh lẽo, không có nghĩ đến cái này thanh niên áo bào đen, là la sát môn người, không trách dám như vậy càn rỡ,
thân là Kỳ Liên giới 10 đại trong tông môn xếp hàng thứ 2 tông môn, cũng đích xác có tư cách này, mặc dù là ở toàn bộ Kỳ Liên giới quản lý bên trong phạm vi, La Sát Môn, sợ là cũng tuyệt đối ở danh sách 5 vị trí đầu. La Sát Môn Quỷ Cốc, là hắn, Quỷ Cốc nhưng là được xưng Kỳ Liên giới số 1, không nghĩ tới sớm như vậy liền đi tới Linh Giác Thành. Kỳ Liên giới số 1, ngươi sợ là không biết Đông Hoàng Thái A cùng Huyền Thần Cơ chứ. Ba người này đều được xưng tuổi trẻ một đời người số 1, tuy nhiên lại chưa bao giờ cùng nhau va chạm, lần này cửu giới tranh hùng, sợ là chung quy muốn một trận chiến định thua thắng. Ha ha, ai nói không phải, thế nhưng người có tên, cây có bóng, Quỷ Cốc thực lực, hiển nhiên càng hơn một bậc, La Sát Môn thân là Kỳ Liên giới duy nhất có thể cùng Thiên Huyền Môn chống lại tồn tại, Đông Hoàng Tông, cũng là muốn thua kém nửa phần A. Nhìn dáng dấp, lần này có trò hay để xem. Nhìn kịch hay gì, ngươi cho rằng tiểu tử kia còn dám cùng La Sát Môn Quỷ Cốc đấu sao? Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Không ít người đều là đối với Quỷ Cốc sợ như sợ cọp, dù sao đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Kỳ Liên giới tuổi trẻ một đời ba đại cao thủ, không có chân chính va chạm quá, cũng không ai dám nói tuyệt đối là số một, đặc biệt là ở Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Thái A cùng Thiên Huyền Môn Huyền Thần Cơ đồng thời xuất quan dưới tình huống, một lần này cửu giới tranh hùng, nhất định là quần anh tụ hợp, quần hùng tranh bá. Dù sao La Sát Môn nổi tiếng bên ngoài, Quỷ Cốc hung hăng, càng là truyền ra bát phương chấn động, chỉ ít Kỳ Liên giới có thể cùng tranh hùng, cũng cứ như vậy hai người, Quỷ Cốc vừa ra, ai cùng so tài. Kỳ Thiên giới, Thiên Hình Tông, Hình Phong. Ở Trần Đại Hán hoàn ngực mà đứng, Từ Tốn nói. Không trách, cái tên này cũng muốn hoành thò một chân vào, nguyên lai cũng là một danh tiếng văn hoa gia hỏa. Đúng đấy, Kỳ Thiên giới là chỉ đứng sau Kỳ Liên giới tồn tại, Thiên Hình Tông cũng là Kỳ Thiên giới đệ nhất tông môn, Hình Phong, sợ lại là một cái đủ để cùng Kỳ Liên giới này ba đại cao thủ chống lại tồn tại. Thực sự là càng ngày càng kích thích, ha ha, chỉ là không biết bọn họ đến tột cùng ai mới có thể thắng được đây. Chí ít tên kia, cần phải thức thời vụ thối lui ra khỏi chứ. Ở hai người kia trước mặt, hắn có tư cách gì đây? Muốn trách chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, khà khà, ai tình cờ gặp này hai cái đau đầu ra hỏa, sẽ còn tiếp tục xông về phía trước, sợ không phải đầu tú đầu chứ. Càng ngày càng nhiều âm thanh, xuất hiện ở Giang Trần trong tai, bất quá vật hắn muốn, người khác còn không có tư cách này lấy đi. Giang Trần tuy rằng cũng ở Linh Giác Thành bên trong rất nổi tiếng, dù sao lúc trước truyền tống trận pháp, chính là từ hắn chữa trị, bất quá Linh Giác Thành thật sự là quá lớn, Nam Bắc 10 xa vạn dặm, ở đây chính là Bắc Thành, cũng không người nhận thức Giang Trần là ai. Tiểu huynh đệ, nếu không, hay là thôi đi, cũng không phải là ta lão già không muốn bán cho ngươi, ngươi đấu không lại họ. Lão già cúi đầu nhìn về phía Giang Trần, cười khổ nói. Không sao, Giang Trần nói, mọi việc cũng phải có cái tới trước tới sau, này linh tuyển chi nước, ta nhất định muốn. Giang Trần lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý Quỷ Cốc cùng Hình Phong, thô bạo thoáng nhìn, để vô số người, cũng đều là trong lòng kinh ngạc, cái tên này rốt cuộc ai. Như thế có cốt khí, còn muốn cùng Quỷ Cốc cùng Hình Phong đấu, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Lời không phải là nói như vậy, ta muốn này linh tuyển chi nước chính là luyện chế đan dược, có vài thứ, chỉ có ở hữu dụng người trong tay, mới có thể vật tấn kỳ dụng. Nếu như lãng phí, nhưng là phải gặp phải trời phạt. Quỷ Cốc cười lạnh nói. Thật sao, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi biết luyện đan sao, ta muốn này linh tuyển chi nước, tương tự là luyện đan. Giang Trần nói, ha ha ha, đúng dịp, ta muốn này linh tuyển chi nước, cũng là như thế, Hình Tam trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không nhỉ? Hình Phong liếc mắt nhìn sau lưng ông lão, cười híp mắt nói, thô trung hữu tế, tuy rằng đại khối đầu, thế nhưng là hiển nhiên là có đại trí tuệ. Nói như vậy, hai vị là muốn cường cướp đồ vật của ta. Giang Trần cười nói, làm sao có thể nói là cướp đây, vật này, dù sao còn chưa tới trong tay ngươi, ngươi nói có đúng hay không a, lão huynh. Hình Phong nhìn về phía lão đầu cũng là một thời gian lâm vào khổ trong lúc cười. Vật này, dù sao cũng nên là thuộc về vị tiểu huynh đệ này, dù sao chúng ta đã nói xong. Vậy xem ra, chúng ta liền được động động gân cốt. Hình Phong lạnh lùng nói ra, hiển nhiên hắn là không tính từ bỏ Giang Trần trong tay linh tuyển chi nước. Ổ đan phường chính là bát phương sạch địa, mong rằng chư vị không muốn làm lớn chuyện. Một tiếng thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở trên hư không, một cái ông lão mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ, đứng ở ổ đan phường Long Môn trên cổng trào, khí định thần nhàn, khí thôn vạn dặm. Lão hủ chính là ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, Ngô Tĩnh Vân. Ngô Tĩnh Vân trầm giọng nói, tiếng chấn động bát phương, không ít người đều là lui về phía sau mà đi,
Vị này cố cường hãn khí phách, đẩy lui mà đi. Liền Ngô Tĩnh Vân lão gia tử đều là ra tay, xem ra lần này chung quy là phải thất vọng. Đúng đấy, Ngô lão gia tử chính là ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, thực lực càng là chân đến thần vương cảnh đỉnh cao, một thân tu vi công phu thâm hậu tạo hóa, mặc dù là thành chủ đại nhân, cũng phải cấp Ngô lão gia tử ba phần mặt mỏng. Xem ra ổ đan phường cũng biết mấy người này đều là lai lịch phi phàm, không muốn ý đắc tội, cũng là Ngô lão gia tử có thể chấn được tràng diện. Người vây xem đối với Ngô Tĩnh Vân Ngô lão gia tử đều là tràn đầy vẻ kính sợ, ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, có thể thấy được chút ít, đây chính là vô số người đều là kính ngưỡng vạn phần tồn tại, phải biết mặc dù là thành chủ đại nhân cũng mời Ngô lão gia tử luyện qua đan, địa vị thân phận, tự nhiên là vô cùng tôn sùng, ổ đan phường thực lực, nhưng là không một chút nào so với Kỳ Liên giới ba đại tông môn phải kém. Ổ đan phường ra mặt, cái kia chút vốn định người xem náo nhiệt, đều là không nhịn được thở dài một hơi. Bây giờ Linh Giác Thành cũng là người đông như mắc cửi, bấp bênh thời khắc, vô số cường giả đều là ngóng trông lấy mong, nghĩ đến cũng sẽ không cho phép có thần vương cảnh cuộc chiến của cường giả. Hóa ra là Ngô lão gia tử, thất lễ, ha ha ha. Hình Phong chắp tay nói, cũng là lắc lắc đầu, lúc này nếu như bọn họ lại mắt không mở nghĩ muốn ở trong địa bàn của người ta ra tay đánh nhau, cái kia chính là thật náo tàn. Quỷ Cốc cũng là trầm mặc xuống, dù sao ổ đan phường mặt mũi của vẫn là cấp cho. Hơn nữa liền ngay cả nhân gia thủ tịch luyện đan sư đều đã xảy ra rồi, dù nói thế nào, ở Linh Giác Thành bên trong, cũng không so với bọn họ chính mình địa bàn. Đa tạ Ngô lão trượng nghĩa nói thẳng, thế nhưng ta muốn nếu hai vị đều nghĩ như vậy muốn trong tay ta linh tuyển chi nước, không bằng mời Ngô lão làm chứng, nếu như hai vị có thể lấy ra để ta cảm thấy được có thể cùng này long nhãn nước suối cùng sánh vai đồ vật, ta liền đánh cuộc với các ngươi một thanh, làm sao? Giang Trần nói, tiểu huynh đệ ngược lại là một tính tình người. Ha ha ha, cái kia ta lão già sẽ vì các ngươi làm chứng. Ngô Tĩnh Vân cười nói, cũng là nhiều hứng thú nhìn Giang Trần. Ngươi muốn làm sao cái đánh cược pháp? Hình Phong cười to nói, nhìn thẳng Giang Trần, lẫm liệt dũng cảm. So với luyện đan, ai có thể luyện vạch ra đan dược tốt nhất, ai là có thể thắng lợi. Mà tiền đặt cược sao? Tiền đặt cuộc của ta là một viên thanh linh đan, một bình long nhãn nước suối, còn có cái này quỷ ô trấn kim. Giang Trần ngạo nghễ nói. Đi ách đơn thuần phương, tiên phẩm sơ cấp đan dược, có thể loại trừ tạp chất, bất kể là người hay yêu thú, đều có thể ăn. Phá vỡ trong cơ thể tạp chất. Quỷ Cốc lạnh nhạt nói. Phương pháp luyện đan ngược lại không tệ, bất qua đối với con rối có thể có tác dụng. Giang Trần hỏi, nếu như này đi ách đan, đối với 12 hỏa thần vệ có giúp đỡ, như vậy thì có thể thử một lần. Quỷ Cốc ánh mắt nheo lại, nhìn Giang Trần một chút. Hữu dụng. Ngươi đây, đại khối đầu. Giang Trần nhìn về phía Hình Phong. Hình Phong khẽ mỉm cười, sau lưng ông lão, vừa sải bước ra, trầm giọng nói. Sinh nguyên liệt cốt cỏ, tuyệt đối so với thông thường tiên phẩm đan dược, càng là quý giá. Thế nhưng ta còn muốn ngươi một viên hóa thần duyên thọ đan. Ông lão ánh mắt híp lại, nụ cười càng là cực kỳ âm nhu. Nghe tới, có chút sư tử mở lớn miệng, thế nhưng ngươi sinh nguyên liệt cốt cỏ này, đối với ta hữu dụng. Có thể miễn cưỡng tiếp thu. Giang Trần cười nói, nếu muốn đánh cược, vậy thì đánh cuộc lớn một chút. Hết tập 137.